Dạ, kính chào các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Dạ, chào Nguyễn Thanh Tân. Chào Minh Lợi. Chào Minh Minh Nguyễn. Dạ, hai Tâm Đặng. Hello Long Tân. À, hai Hoàng Thế Lịch. Chúng ta tranh thủ gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Chào Tấn Thái. À, tuyệt vời, cảm ơn Tấn Thái. Chào Elen. Nghe rõ hả các anh chị? Dạ, chào cô Nguyễn Diệp. Cảm ơn cô. Hello Đỗ Phi. Dạ, cô Đảo. À, chào Subaba. Chào Elen Nguyễn. Chào Hồ Điểu. Ngay Phúc Bảo Trần. À, Phúc Bảo Trần, hai anh Huy book tour đi Thái chủ nhật về sao biểu tình hả? Nếu không nó quản thúc anh đó. Cảm ơn Phúc Bảo Trần. Khả năng này cũng rất là cao các anh chị. À, Huy bị theo dõi rồi. Khá là căng thẳng chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình vẫn an toàn hả các anh chị? Dạ chào Thủy Tiên Phạm. Chào Huỳnh Bá Phương. Huy đẹp trai hả? Ơi, cảm ơn Huỳnh Bá Phương nha, vẫn còn nhớ nickname của tôi. Dạ, chào Lily Lê, chào Elen. Chào Sơn Phạm. À, bên bạn Thùy Dương mới like một tin quan trọng, nhớ nhắc lại nha bạn Huy Thu Đỗ ạ. Hồi nãy Huy không có thời gian để Huy theo dõi bên bạn Dương á, là đó là tin gì bạn Thu Đỗ cứ comment bên dưới cho mọi người cùng xem đi ạ. À. Hello Ngọc Phúc. Mến chào Đỗ Phi. À, chào Nguyễn Văn Long, Hani Kiều. Hello Hani Canh Nhi. À, chào Hồ Huy Khang. À, Hồ Huy Khang đang ở Hà Nội đúng không? Rất là vui hôm nay đón Hồ Huy Khang đàm luận với chúng ta ha. À, hai Vi Lê, chào Trọng Tính. Ok, cảm ơn các anh chị. Chào tất cả các anh chị. Một trong những lý do mà lần nào đàm luận Huy cũng khuyến khích các anh chị gửi lời chào tới Huy và gửi lời chào lẫn nhau là chúng ta giữ một trong những cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà người Việt chúng ta, đó là lời chào cao hơn mâm cỗ hay các anh chị. Chỉ có những bọn mà vô văn hóa, vô nhân cách, phong bản, bọn giặc thì nó muốn bôi xóa văn hóa của người Việt chúng ta để nó đồng hóa các anh chị. Thì một trong những cách để chúng ta chống lại đồng hóa là chúng ta giữ những cái nét văn hóa từ nhỏ nhất, từ đơn giản đời thường nhất của ông bà mình để chúng ta chống lại sự đồng hóa về văn hóa của bọn giặc Trung Quốc và bọn tay sai của chúng. Được không các anh chị? À, hôm nay thì Huy không có thông báo chủ đề gì hết. Huy chỉ làm một cái livestream hồi buổi trưa ngắn để kết nối các team với nhau. Tức là chúng ta làm về team work rồi Huy thông báo là tối nay 19 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau để nghe cái tin về tình hình chuyển biến Biển Đông. Và hôm nay Huy lấy cái chủ đề là chuyển biến của thế giới và trách nhiệm của chúng ta, cơ hội của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Chủ đề này nghe thì nó mông lung nhưng thật ra nó gắn liền với chúng ta hay các anh chị. Trong lịch sử của Việt Nam chúng ta các anh chị, ông bà của mình có một cái quá trình đấu tranh để đòi tự do, đòi dân chủ, đòi hướng tới văn minh thịnh vượng cho quốc gia dân tộc rất nhiều phong trào, rất nhiều nhân vật, rất nhiều giai đoạn lịch sử chúng ta đã trải qua con đường đấu tranh cho tự do hay các anh chị. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, chúng ta đạt được những thành tựu nhất định nhưng chúng ta cũng gặp phải những thất bại rất là thảm hại. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế lịch sử là cho tới bây giờ con cháu chúng ta vẫn không có tự do. Cho tới bây giờ dân Việt chúng ta vẫn không có dân chủ. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn không có quyền làm con người. Đúng không các anh chị? Chứng tỏ là gì ạ? Là suốt quá trình đấu tranh trong lịch sử chúng ta đấu tranh không ngừng, các thế hệ này tới thế hệ khác đấu tranh không ngừng nhưng chúng ta đã thất bại. Đạt được những thành tựu nhưng chúng ta đã thất bại ha các anh chị. Và chính vì điều này hôm nay chúng ta mới đàm luận với nhau về lý do
là cục diện chính trị, bàn cờ chính trị thế giới nó thay đổi như thế nào để chúng ta nhận diện nó. Và một trong những lý do mà các thế hệ trước thất bại là chúng ta không nắm vững cục diện bàn cờ chính trị thế giới, và chúng ta không biết mình đang ở đâu. À, và chúng ta không biết vai trò vị trí của mình như thế nào đối với cái bàn cờ thế giới, thì vô tình chúng ta đặt con cháu chúng ta vào thế bị lệ thuộc theo cách này lẫn cách khác. Đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ nhận diện nó một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng ta thoát ra sự lệ thuộc, và từ đây sắp tới, từ thế hệ chúng ta trở đi, chúng ta không lệ thuộc ngoại bang cách này hay cách khác, nước này hay nước khác, chúng ta không lệ thuộc ngoại bang nữa, mà chúng ta chỉ có đồng minh và đối tác thôi chứ không lệ thuộc nữa. Được không các anh chị? Chúng ta phải có cái tầm nhìn lớn hơn nữa để nắm bắt cái thời cuộc này, mà thời cuộc này đang chuyển biến rất là tốt rồi nghe các anh chị. Rồi, để đi thẳng vào vấn đề thì như đã hứa thì Huy thông báo một cái tin rất là quan trọng ở Biển Đông và tình hình thế giới trong khu vực nó chuyển biến. Thì các anh chị biết là trong vòng 2 ngày gần đây thì các anh chị nào mà có xem báo, các anh chị biết là Hàn Quốc và Trung Quốc đang xảy ra một cái xung đột ngoại giao. Xung đột ngoại giao đó là Trung Quốc cấm tất cả các tour du lịch sang Hàn Quốc, tức là không không đi du lịch Hàn Quốc nữa. Đúng không các anh chị? Các anh chị có nghe tin này không? Trước đó thì Hàn Quốc đã cho triển khai cái hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hệ thống phòng thủ tên lửa này là một trong những con át chủ bài của Mỹ và đồng minh để khống chế Trung Quốc khi có chiến tranh xảy ra hay các anh chị, chứ không phải đơn giản mà Mỹ lắp cái hệ thống phòng thủ tên lửa chơi gì đâu ha. Trước giờ không có lắp nghe anh chị, nhưng mà bây giờ đã lắp, bắt đầu triển khai lắp nghe anh chị. Thì Trung Quốc tuyên bố là cấm không cho công dân mình đi qua Hàn Quốc nữa, được đi qua cái nơi mà lắp hệ thống phòng thủ tên lửa nữa. Trước đó thì tôi đã có trao đổi với các anh chị sơ qua về cái mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước xung quanh trong cái livestream, là Trung Quốc có thực sự mạnh hay không. Thì chúng ta nhìn nhận cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc thì như thế nào ạ? Tức là họ tranh chấp vùng biển, Trung Quốc muốn vươn ra biển nhưng mà gặp sự khống chế của Hàn Quốc và Nhật Bản, thì họ tranh chấp vùng biển này. Có lần Trung Quốc đã từng tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không, tức là nó cấm bay luôn các anh chị, lập cái vùng ở trên biển mà nó chồng lấn lên cái vùng tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì Hàn Quốc và Nhật Bản trong cái thế đó thì họ phản đối, nhưng mà thực chất không có dám bay ngang đó. Thì Mỹ ở dưới thời Tổng thống Obama là đã từng thực hiện những chuyến bay qua vùng cấm bay, thể hiện một cái thông điệp là mày cấm thì cấm, tao cứ bay. Được không anh chị? Tức là một cái thông điệp cũng khá là mạnh. Tuy nhiên lần này chính phủ Mỹ quyết định không có bay nữa, mà làm sao các anh chị? Đem hệ thống tên lửa lại lắp luôn. Đem hệ thống tên lửa lại lắp ở Hàn Quốc luôn, thì nó là một sự chuyển biến rất là lớn, mà nó là sự chuyển biến theo cái chiều hướng là đẩy xung đột lên cao, đẩy xung đột vũ trang lên rất cao ha các anh chị. Trong lịch sử là chưa bao giờ triển khai cái hệ thống lá chắn tại Hàn Quốc mà. Tức là tất cả sức mạnh tên lửa của Trung Quốc là bị kiểm soát ở cái hướng này. À, ở Nhật Bản thì đã có rồi, và các anh chị biết mới đây trong cuộc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, thì tại Nhật Bản thì hai nước đồng minh này giữa giữa Mỹ và Nhật Bản họ đã ký kết những cái hiệp ước, mà chốt lại là những hiệp ước đó là để bảo vệ lẫn nhau nếu có chiến tranh. Tức là Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu có chiến tranh xảy ra, mà chiến tranh của Nhật xảy ra thì với ai ạ? Với Trung Quốc. Với Trung Quốc, tức là họ thắt chặt. Và còn kèm theo đó là hàng loạt các vụ mua bán vũ khí. Tức là Mỹ cung cấp vũ khí cho Nhật, tiền mặt có và cung cấp nợ cũng có, nghe các anh chị. Và khi Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi qua Hàn Quốc cũng y vậy các chị, cũng y vậy. Tức là trước đó nó có những diễn biến như vậy đó mà chúng ta ít để ý. Thì bây giờ nó có một cái tin tin này là mới nhất, là Trung Quốc vừa tuyên bố vậy, tuyên bố lập một cái vùng cấm đánh bắt hải sản trên Biển Đông rất rộng nghe các anh chị, rộng lắm, nhưng mà nó né cái vùng Hàn Quốc với Nhật Bản ra. Nó tuyên bố từ phía dưới nè, từ phía Đài Loan, Hồng Kông á, kéo dài xuống Philippines, kéo dài xuống vùng Biển Đông của Việt Nam, kéo dài xuống Malaysia, là nó né cái vùng trên đi, kéo dài xuống vậy. Nhưng mà thực chất cái vùng vùng tuyên bố mà cấm đánh bắt đó là gì các anh chị? Là cái vùng hoạt động của hải quân Trung Quốc, mà căn cứ nó đóng ở Hải Nam, căn cứ đóng ở Hoàng Sa của Việt Nam mà nó chiếm đóng trái phép từ năm 74. Tức là hai căn cứ hải quân này của Trung Quốc, mạnh nhất của Trung Quốc đang đóng ở đây, nó hoạt động trong vùng này. Thì khi nó tuyên bố cấm đánh bắt như vậy á, là cái dạng nó thực thi chủ quyền trên vùng Biển Đông đó các anh chị. Thực thi chủ quyền đó.
Thì một số nước họ đã có phản ứng về ngoại giao, phản ứng về truyền thông vân vân. Thì Việt Nam có phản ứng chưa ạ? Việt Nam có phản ứng rồi, phản ứng giống như thường lệ, tức là sao ạ? Đưa cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ra chỉ cái tay lên gì, Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử về chủ quyền không thể tranh cãi, không thể chối cãi của Việt Nam ở Biển Đông. Hệt. Năm này qua năm khác họ phản ứng giống hệt nhau nghe các anh chị, không thay đổi. Tại sao ạ? Tại thực chất họ chỉ có vỏ mồm, họ không có làm gì được để thay đổi cái cục diện này hết. Như tôi phân tích rồi, họ bị phụ thuộc sâu vào Trung Quốc, phụ thuộc cả về chính trị, cả về quân sự, cả về kinh tế, cả về văn hóa và những loại phụ thuộc khác đằng sau nữa mà chúng ta không được biết tới. Hàng loạt các hiệp ước họ ký họ đâu công bố được anh gì, đúng không ạ? Sự phụ thuộc này là buộc họ làm cái hình thức là chúng tôi phản đối, chúng tôi phản đối. Nó tương tự như rất là nhiều anh chị nó ví ví cái việc phản đối của Việt Nam nó giống như là thằng thằng giặc, thằng cướp nó xông vào nhà, nó cướp hết nhà cửa đồ đạc, nó đánh đập con cái, nó hiếp dâm cô vợ, rồi thì thằng chồng chỉ đứng giơ tay lên phản đối, phản đối, phản đối, phản đối, phản đối, nó vẫn làm. Giống hệt vậy đó các anh chị. Nè, tức là sao không? Tức là Việt Nam mình hoàn toàn bị động. Chính phủ Việt Nam hiện nay hoàn toàn bị động trong cái thế cờ chính trị đang diễn ra trên thế giới mà nãy giờ chúng ta đang nói với nhau. Trong khi Nhật họ mua vũ khí, họ ký hiệp ước đồng minh tương trợ lẫn nhau với Mỹ. Hàn Quốc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất của Mỹ ở tại Hàn Quốc và tiếp tục mua vũ khí. Hàn Quốc cũng vẫn là đồng minh của Mỹ và các nước khác. Tức là họ có một cái sức mạnh ngày càng lớn hơn để họ chống lại cái nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc. Họ giữ chủ quyền họ, thì chúng ta đưa tay lên phản đối, phản đối, phản đối. Các anh chị thấy gì chưa? Tức là tiếp tục có một cái khả năng xảy ra nữa là trong lịch sử chúng ta đã thất bại. Thất bại vì chúng ta không nhìn thấy được các cục diện của chính trị đang xảy ra, thì sắp tới trước mắt chúng ta hoàn toàn có khả năng thất bại lớn nữa nghe các anh chị. Thế sao chúng ta đang đứng một mình, chúng ta không có đồng minh, chúng ta phản đối bằng mồm, giữ chủ quyền bằng miệng, đánh võ mồm, đúng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta chống Trung Quốc mà phản đối? Các anh có chứng cứ lịch sử nhiều như thế nào mà nó lấy nó vẫn lấy, các anh làm gì đi, các anh hành động đi chứ đừng có chưa đem chứng cứ lịch sử ra, hành động đi, đúng không ạ? Hành động, hành động như Nhật, hành động như Hàn Quốc và hành động như Philippines, bắt đầu cho Mỹ đóng quân tại căn cứ Soviet mà hồi những năm mà 60 70 gì đó, tôi nhớ mãi mãi là những năm 60 70 đó, là họ bỏ phiếu trưng cầu dân ý là đuổi, không cho Mỹ đóng quân ở đó luôn anh chị. Đổi người dân Philippines mà lúc đó cũng còn vừa hồng vừa chiên lắm, tức là đầu bị nhuộm đỏ, họ có đảng cộng sản hoạt động luôn mà, chống đế quốc đuổi không cho đóng. Bây giờ rước Mỹ về đóng căn cứ tại Philippines, họ hành động, họ bảo vệ chủ quyền của mình, họ chọn những đồng minh mạnh khi xảy ra chiến tranh, xảy ra đối trọng họ biết đứng về phía nào, cái phía nào là phía văn minh và phía nào là phía có sức mạnh, phía nào là một khối những nước cường thịnh và văn minh, để họ có đồng minh để giúp mình. Còn chúng ta đưa tay lên phản đối, phản đối, phản đối. Và chúng ta kiên định một cái con đường mà mấy chục năm nay chúng ta, người dân chúng ta ít để ý con đường của họ kiên định. Kiên định con đường gì? Họ nói, ngôn từ nghe rất là hay, con đường không liên minh liên kết. Con đường không liên minh liên kết. Xin lỗi, tôi nhận xét thẳng thắn cái đường lối ngoại giao này là đường lối cực kỳ ngu xuẩn. Cực kỳ ngu xuẩn. Tại vì trong cái bàn cờ chính trị thế giới, trong cái cuộc chơi toàn cầu hóa này, tất cả các quốc gia đều có mối liên minh liên kết với nhau. Chỉ có thằng khùng nó mới đứng một mình, nó không liên minh liên kết thôi. Thằng khùng không ai chơi á các anh chị. Tất cả các quốc gia họ đều liên minh liên kết bằng cách này hay cách khác, hình thức này hình thức khác, bằng hình thức hoặc nội dung, ở cấp độ thấp hoặc cấp độ cao. Chứ không có cái quốc gia nào mà tuyên bố không liên minh liên kết. Không có quốc gia đó. Tại sao các anh chị? Tại vì các anh chị đứng một mình thì các anh chị chơi với ai trong cái thế giới này? Ngay cả kinh tế nó cũng có tổ chức, WTO là tổ chức thương mại toàn cầu, đúng không ạ? Rồi các hiệp ước khu vực, hiệp ước quốc tế vân vân, thì chỉ có thằng khùng nó mới không tuyên bố không liên minh liên kết. Và đường lối này là cực kỳ ngu xuẩn, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra những người tuyên bố đường lối này không ngu xuẩn, chỉ có người dân chúng ta mới là những người ngu xuẩn tin theo đường lối này thôi. Tại sao ạ? Tại vì họ tuyên bố không liên minh nhưng liên kết, nhưng họ vừa mới ký 15 cái hiệp ước gì hả? 15 hiệp ước liên minh liên kết với Trung Quốc, liên minh liên kết với thằng giặc truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, đúng không các anh chị?
Có phải vậy không? Có phải không? Họ tuyên bố với chúng ta rằng họ không liên minh liên kết, họ bảo rằng như vậy là giữ giữ sự khách quan, giữ sự khách quan, nhưng mà thật ra như vậy là gì? Về bản chất là tự cô lập chính mình, làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính mình, làm suy yếu khả năng bảo vệ đất nước của mình, nhưng bên trong họ lại liên minh liên kết với thằng giặc. Rõ ràng tôi thấy vậy đó, các anh chị có thấy giống tôi không? Đúng không các anh chị? Và quay trở lại, bàn cờ thế giới nó thay đổi như vậy rồi. Khi Trung Quốc lập cái vùng cấm đánh bắt cá như vậy rồi, tức là ngang nhiên xâm phạm vào chủ quyền và quyền lợi, quyền tài phán của các quốc gia chồng lấn nhau ở Biển Đông, một mình Trung Quốc tuyên bố cấm đánh bắt, thì các nước họ bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho xung đột xảy ra ở Biển Đông. Họ đã chuẩn bị nghe các anh chị, nhưng họ đâu có nói. Các nước châu Âu, các nước văn minh, các nước mà liên kết với nhau, họ thường không nói những cái thứ mà họ chuẩn bị, nhưng mà họ chuẩn bị rồi, chuẩn bị sẵn hết rồi các anh chị. Và tất cả các nước Đông Nam Á họ cũng chuẩn bị liên minh liên kết để xảy ra xung đột là họ đứng về phía nào để đánh ai rồi các anh chị. Trong khi chúng ta có 15 cái hiệp ước, trong đó có hiệp ước về quân sự, tôi nhắc lại nghe, 15 hiệp ước với Trung Quốc, có hiệp ước về quân sự, có nghĩa là con em của các anh chị sẽ cầm AK-47 mà chống lại tên lửa Tomahawk của Mỹ và Liên Quân. Không cách nào khác các anh chị. Tại vì con đường mà liên minh liên kết mà sai, chọn bạn sai, chọn đồng minh sai là các anh chị phải đối đầu với một đối thủ lớn kiểu đó đó. Đúng không các anh chị? Con em các anh chị, những người quân nhân, tôi không biết là các anh chị có nghe tôi đang nói không thôi. Các anh chị đang chuẩn bị đẩy vào thế là liên minh liên kết với thằng giặc Trung Quốc để đối đầu với các nước Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Philippines, xa hơn một chút là Ấn Độ, Úc, thậm chí là luôn cả Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, vân vân. Những nước đó họ là đồng minh với nhau, họ là đồng minh của các nước này hết các anh chị. Họ đã ký hiệp ước hết rồi. Ở cấp vừa vừa cũng có, cấp cao cũng có, cấp đồng minh chiến lược cũng có luôn. Nghe các anh chị, là khi xảy ra chiến tranh, con em các anh chị phải đứng vào phía Trung Quốc để đánh nguyên cái khối đó đó. Các anh chị cứ tưởng tượng tương lai của mình đi. Tưởng tượng đi, bàn cờ thế giới nó đang thay đổi rồi các anh chị. Và hiện bây giờ, một nguồn tin từ Mỹ nghe các anh chị, đó là ngoài hạm đội 7 đang đóng ở Thái Bình Dương, như từ trước tới giờ đóng ở cái quần đảo Hawaii á các anh chị, quần đảo ở Thái Bình Dương gần phía Nhật các anh chị, tức là về phía phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa của mình, về phía đông bắc, thì hạm đội 3 của Mỹ từ cuối 2016 đã bắt đầu di chuyển xuống Thái Bình Dương rồi. Nhưng mà đặc biệt họ di chuyển xuống Thái Bình Dương nhưng họ chưa từng thực hiện một cái hành động quân sự nào ở đây hết, chưa từng. Nhưng mới đây nhất, có một hạm đội tàu khu trục tên lửa dẫn theo một hạm là di chuyển sâu vào xuống Biển Đông, sâu vào phía quần đảo Hoàng Sa, di chuyển sâu xuống và họ bắt đầu thực hiện việc tuần tra. Tức là hạm đội 3 và hạm đội 7 đang kết hợp với nhau tuần tra ở Biển Đông chúng ta rồi, nhưng mà họ không lên tiếng. Chỉ một số ít tờ báo cung cấp cái thông tin này thôi, mà bằng tiếng Anh, báo Việt Nam hoàn toàn không nói tới điều này. Và hạm đội 3 với hạm đội 7, các anh chị biết không? Hạm đội 3 và hạm đội 7 là hai hạm đội lớn nhất của Hoa Kỳ. Hai hạm đội hạt nhân lớn nhất của Hoa Kỳ, mà các đầu đạn hạt nhân có trên hai hạm đội này, có trên tất cả các tàu chiến của hai đội tàu này đó các anh chị, là nó đủ để tiêu diệt phân nửa thế giới này. Các đầu đạn hạt nhân đủ để tiêu diệt phân nửa thế giới này, tôi lặp lại cho các anh chị biết nha. Đó là nhận định của các chuyên gia quân sự hàng đầu thế giới. Chỉ hai hạm đội này thôi, phân nửa thế giới này cộng lại nó tiêu diệt hết. Các anh chị hiểu điều gì đang xảy ra ở Biển Đông chúng ta chưa? Hiểu con em chúng ta đang liên minh liên kết với giặc Trung Quốc đối đầu với điều gì chưa các anh chị? Chúng ta đang bị đẩy vào cái thế gì các anh chị thấy chưa? Và Mỹ đã tuyên bố rồi đúng không chị? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng của Mỹ đều tuyên bố rất là cứng rắn sao ạ? Những cái công trình mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông mấy anh chị, là những công trình bất hợp pháp. Họ tuyên bố thẳng thắn luôn, bất hợp pháp. Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở vùng đó. Tại sao ạ? Tại vì gì? Cái vụ kiện của Philippines đó các anh chị, là tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết rồi, Trung Quốc không có chủ quyền ở Biển Đông. Thật ra Mỹ căn cứ vô đó, Mỹ không công nhận chủ quyền. Nếu như Trung Quốc tiếp tục lấn tới thực thi chủ quyền mà không đúng với luật quốc tế á, thì Mỹ sẵn sàng sao ạ? Sang bằng tất cả công trình nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Các anh chị nghe câu này chưa? Tôi nghĩ là nghe.
Tôi nghĩ là nghe rồi. Mỹ sẵn sàng san bằng tất cả công trình nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Mà tất cả công trình đó là từ Hoàng Sa đổ dài xuống Trường Sa nha các anh chị. Là các anh chị hiểu chúng ta đang đối diện với cái gì chưa các anh chị? Chúng ta đang đối diện với một nguy cơ xảy ra chiến tranh rất lớn. Chỉ cần Trung Quốc mà tiếp tục lấn tới, tiếp tục ngông cuồng, tiếp tục thực thi chủ quyền ở Biển Đông, thì nguy cơ Trung Quốc phải đối đầu với nguyên cái khối quân sự này rất lớn. Mà hai hạm đội của Mỹ, tôi nhắc lại là họ đủ tiêu diệt phần nửa thế giới này. Các anh chị có biết sức mạnh quân sự của Mỹ rồi đúng không? Ở đây có anh chị nào chưa biết sức mạnh quân sự của Mỹ chưa? Tôi không có cuồng Mỹ đâu nghe, một lát chúng ta sẽ nói về chúng ta đang ở đâu. Ở đây là tôi đang so sánh để cho các anh chị hình dung được cục diện thế giới. Mỹ hiện giờ có một cái hệ thống hạm đội hạt nhân. Hệ thống hạm đội hạt nhân của Mỹ là đủ sức chống lại 10 nước. Mỹ đang đứng số 1 nha các anh chị. Là 10 nước phía dưới nè. Tức là từ số 2 cho tới số 11 á, cộng lại tất cả hạm đội và quân đội của 10 nước đó đánh không lại một mình Mỹ. Các anh chị tự tưởng tượng đi. Tôi nói gì cho đơn giản. Tức là cái số lực lượng hạm đội và tên lửa hạt nhân của Mỹ là chấp 10 nước phía dưới. Mỹ đứng số 1 thì các chị đứng tính thứ hai là nước nào tôi không cần biết. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tới thứ 11 cộng lại quánh một mình thằng Mỹ quánh không lại nó. Thì Trung Quốc đang ở đâu? Chúng ta là đồng minh của Trung Quốc, chúng ta đang ở đâu? Tự biết. Tự biết. Tất cả các hạm đội của Mỹ cộng lại là các anh chị cộng 10 nước quánh không lại đó. Quánh không lại là các anh chị tự hiểu luôn. Cục diện thế giới hiện giờ nó đang đối diện với như vậy đó các anh chị. Chúng ta đang đứng như vậy đó. Vậy có một số người rất là cuồng Trung Quốc đúng không? Rất là cuồng Trung Quốc ở đây tôi biết nè. Trung Quốc rất là mạnh. Cuồng đảng thì hay cuồng Trung Quốc lắm anh chị. Trung Quốc rất là mạnh. Trung Quốc là một trong những cường quốc của thế giới. Không cần nghe live stream của Huy về Trung Quốc có thực sự mạnh không cần. Thì Trung Quốc hiện giờ mạnh nhất là cái gì? Các anh chị nói Trung Quốc mạnh mạnh nhất là cái gì? Xét về đối đầu Trung Quốc mạnh nhất là cái gì? Mạnh nhất của Trung Quốc là bộ binh. Bộ binh Trung Quốc hiện giờ có khoảng 2,2 tới 2,3 triệu bộ binh quân chính quy. Chưa có nước nào mà nó thành lập một cái lực lượng quân đội mà đông đông như quân nguyên luôn anh chị. Tức là nó lấy con người của nó ra để làm vũ khí chiến tranh. Mạnh nhất là bộ binh, lực lượng bộ binh đông nhất thế giới. Tức là có gì là xua quân đi nướng á. Xua quân đi nướng nè, mày bắn đi, bắn thoải mái đi. Dân của tao này như con mọi vậy đó, bắn đi. Nó không phải còn người đâu, tụi bay bắn đi. Mạnh nhất là bộ binh. Mà thế giới này, những nước văn minh này, họ bây giờ có đánh nhau bằng bộ binh không các anh chị? Các anh chị thấy họ đánh ở Trung Đông chưa? Thấy đánh Iraq chưa? Đánh Syria chưa? Thấy chưa? Họ đánh bằng cái gì? Họ đánh bằng nút bấm. Họ bấm một cái là một thành phố. Bấm một cái là một thành phố. Bấm một cái một loạt tên lửa là nó tiêu diệt, nó san bằng một thành phố. Thì các anh chị có bao nhiêu thành phố? Việt Nam chúng ta là liên minh liên kết chứ Trung Quốc thì chúng ta có bao nhiêu thành phố ạ? Chúng ta có 70 thành phố. Đúng không ạ? Có 70 thành phố. Thì nó bấm 7 cái. Sạch sẽ không còn thành phố nào trên đất nước Việt Nam này hết. Không còn thành phố nào luôn các anh chị. Rồi nó mới đưa bộ binh vô. Thì lúc đó chúng ta còn gì nữa đâu mà chúng ta dùng bộ binh để đánh với nó. Đúng không các anh chị? Chưa kể là các anh chị biết không? Cái hệ thống máy bay ném bom mà B-2 của Mỹ, hồi xưa là B-52, bây giờ nó chơi B-2 chứ không B-52 nữa. Là hầu như tên lửa của mình là bắn không tới nữa rồi. Tức là nó vượt tầm khống chế của tên lửa. Và nó có cái hệ thống mà các chiến đấu cơ đánh chặn, nó đánh chặn tất cả tên lửa mình bắn lên, nó bảo vệ. Nó ném bom á, gấp 100 lần B-52 hồi xưa, khả năng của nó bây giờ. Thì tên lửa xong mà nó rải bom, cái chúng ta trở về thời đồ đá luôn các anh chị. Kể cả Trung Quốc. Dựa vào sức mạnh bộ binh thì đánh cái gì? Thời buổi này á các anh chị. Rồi sức mạnh thứ hai của Trung Quốc là gì? Là tên lửa. Là tên lửa. Sức mạnh thứ hai của Trung Quốc là tên lửa. Trung Quốc có cái số đầu tên lửa, kể cả có hạt nhân và không có hạt nhân, là một trong năm nước đang sở hữu số đầu tên lửa lớn nhất thế giới. Đứng top 5 số đầu tên lửa. Nhưng tất cả, hầu hết tất cả tên lửa này đều là công nghệ của Liên Xô. Liên Xô. Công nghệ của Nga. Hầu hết là của Liên Xô. Mới đây thì bắt đầu mới trang bị công nghệ tên lửa của Nga.
Thì tên lửa S-200, S-300, S-400 là mới nhất đó các anh chị, là tên lửa của Nga và Liên Xô. Thì công nghệ con tên lửa của Nga và Liên Xô thì đứng sau công nghệ của Pháp, đứng sau công nghệ của Đức. Rồi mới bắt đầu nói chuyện với Mỹ. Các anh chị hiểu không? Nga với Liên Xô công nghệ tên lửa còn đứng tuốt ở dưới này nè. Chưa có thể sánh được với tên lửa của Pháp và của Đức, của Hà Lan nữa các anh chị. Châu Âu là tên lửa của họ phát triển dữ lắm. Phải đơn giản. Mỹ tên lửa vẫn đứng đầu. Thì Trung Quốc đứng tuốt ở dưới này nè. Về số lượng thì đứng số 5, nhưng mà về công nghệ là không có xếp hạng được luôn. Tại vì quá tệ, đứng sau cả Nga, Nga còn đứng tuốt ở dưới mà các anh chị. Đúng không ạ? Và chỉ có hồi trước tới giờ Trung Quốc á, chỉ có thử thôi chứ chưa bao giờ thực nghiệm bắn tên lửa vào nước nào. Chưa. Kể cả trong trận chiến gần đây nhất mà Trung Quốc phát động là chiến tranh biên giới với Việt Nam, xâm lăng Việt Nam, Trung Quốc cũng không dám dùng tên lửa để tấn công Việt Nam luôn các anh chị. Chưa bao giờ tên lửa Trung Quốc tấn công một quốc gia nào hết. Mà trong quân sự, các anh chị muốn nói các anh chị mạnh, các anh chị phải có kinh qua chiến đấu. Vũ khí các anh chị phải kinh qua chiến đấu thực tiễn. Đặc biệt là tên lửa nó không phải giống như cái súng AK mà nhắm bắn cái đùng, không phải vậy. Có những quả tên lửa bắn nó không nổ. Các anh chị hiểu không? Vậy mà tên lửa nó khó lắm. Chứ đâu phải đơn giản, nó đâu phải là viên đạn bắn cái đùng, đạn bắn còn lép mà. Phải kinh qua chiến đấu thì mới rút kinh nghiệm, mới thay đổi, mới nâng cấp thiết kế từ từ. Trong khi đó, đối diện với hệ thống tên lửa của Mỹ, của châu Âu, của Đức, của Pháp, hệ thống của Úc, hệ thống của Ấn Độ thì họ đánh nhau hà rầm. Các anh chị hiểu không? Tức là họ kinh qua chiến đấu hà rầm, gần như năm nào họ cũng bắn. Gần như năm nào họ cũng bắn hết. Những nước như Úc, Ấn Độ không có kẻ thù thì không có bắn, nhưng mà họ tham gia tập trận với Mỹ. Năm nào họ cũng cũng làm rầm rầm như vậy hết trơn các anh chị. Rồi họ tham gia cùng liên quân của Mỹ và NATO, liên quân của Liên Hiệp Quốc đánh Syria, đánh Iran, đánh như nước độc tài. Tức là họ kinh qua chiến đấu năm này qua năm khác, thì các anh chị hiểu cái trình độ của họ đi tới đâu. Mà Trung Quốc, chúng ta đang dựa vào Trung Quốc là cái thằng mà chưa bao giờ bắn trái tên lửa vào cái đối thủ nào để chuẩn bị đánh với cái khối mà kinh qua chiến đấu năm này qua năm khác. Hiểu tương lai của mình chưa? Hiểu tương lai của mình tới đâu chưa? Mà cục diện này nó đang diễn ra từng ngày ở Biển Đông chúng ta, áp sát vào đất nước chúng ta. Đấy. Rồi, cái mạnh tiếp theo của Trung Quốc là gì? Mạnh thứ ba của Trung Quốc ngoài bộ binh tên lửa thì tới là cái gì? À, tên lửa, tôi nhắc lại thêm cái nữa ha. Cái tên lửa Trung Quốc nó đã không mạnh như vậy rồi mà bây giờ nó bị cái hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ áp sát với biên giới Trung Quốc nữa. Nhật, à, Hàn Quốc là mới lắp đặt các anh chị. Phía dưới này thì căn cứ của Mỹ ở Thái Lan, căn cứ ở Singapore, tức là nó dây quanh Trung Quốc như vậy nè. Ở trên là Trung Quốc không nhúc nhích được rồi, tại vì Nga, Nga nó thật ra Nga vẫn còn cái bóng dáng độc tài, nhưng Nga nó không thích Trung Quốc các anh chị ơi. Nga nó cực kỳ ghét Trung Quốc. Chỗ nào mà người Trung Quốc tới là Nga nó không tới luôn đó. Tại vì tranh chấp cái vùng Viễn Đông biên giới là Trung Quốc với Nga đó đang vẫn còn rất là căng thẳng, chưa có phân định được. Thành ra là Trung Quốc đang bị cô lập bởi hệ thống phòng thủ tên lửa, mà trong khi tên lửa là sức mạnh thứ hai của họ rất yếu. Sức mạnh thứ nhất là chỉ có nướng xác thôi, bây giờ thời buổi này là không có dùng bộ binh mà đánh nhau được đâu. Đúng không ạ? Sức mạnh thứ hai tên lửa rất yếu, đang bị cô lập. Sức mạnh thứ ba Trung Quốc có là chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ nha các anh chị, mà cái tầm hoạt động của chiến đấu cơ á, thì nó có hạn, tại vì tốc độ bay nhanh thì nó đốt nhiên liệu rất nhanh, thì nó hoạt động không có xa được. Thành ra buộc tất cả các nước mà muốn sử dụng chiến đấu cơ làm lực lượng tấn công á, thì phải có hàng không mẫu hạm, tức là cái sân bay di động, dễ, dễ hiểu sân bay di động. Tức là nó chạy tới gần cái chỗ thằng địch, rồi để máy bay nó bay lên đánh xong đáp xuống, nó đổ đầy xăng nó bay lên đánh xong đáp xuống nữa. Thì hàng không mẫu hạm nó có giá trị đó. Thì như tôi nhắc lại là Mỹ, cái số lượng hàng không mẫu hạm, chiến đấu cơ và tên lửa ở các tàu khu trục mà đi xung quanh để bảo vệ hàng không mẫu hạm á, một mình Mỹ chấp 10 nước đứng phía dưới cộng lại quánh không lại nó. Thì Trung Quốc đang ở đâu? Ở đâu? Trung Quốc chỉ có hai chiếc hàng không mẫu hạm thôi, mà thực chất một chiếc chạy còn một chiếc đang đóng chưa xong. Kế hoạch của họ là 2018 mới xong. Một chiếc đang chạy là chiếc gì ạ? Thi Lan là chiếc tàu cũ của Ukraine bỏ rồi, bán lại cho Trung Quốc sửa lại. Mà chiếc đó các anh chị em tầm hoạt động rất là ngắn, tốc độ chạy thì chậm, chậm rề à, khả năng phòng thủ thì yếu. Mà còn cái điểm này mới đặc biệt nè, là liên quan tới sức mạnh thứ ba của Trung Quốc ấy, là chiến đấu cơ của Trung Quốc ấy, thực hiện rất là nhiều bài tập từ dưới tàu Thi Lan ấy, bay lên bỏ bom bắn tên lửa xong đáp xuống không được,
Nó bay lên xong rồi nó đáp xuống không được. Trung Quốc vĩ đại quang vinh của mấy ổng. Nó bay lên, nó đánh mục tiêu xong nó đáp xuống không được. Nó chỉ thực hiện được 2 lần đáp xuống được thôi các anh chị. Cho tới bây giờ này, là nó thực hiện được 2 cuộc diễn tập đáp xuống được. Còn hầu hết là bay xuống đáp không được. Phải đáp ở đảo Hải Nam, đáp ở Hoàng Sa của Việt Nam. Và sắp tới bây giờ nó biết xảy ra chiến tranh mà. Nó biết nó phải xây những đường băng nhân tạo ở Trường Sa để nó có gì nó quánh Việt Nam xong nó đáp xuống ở Trường Sa cho gần. 30 phút, 20 phút là nó bay tới Sài Gòn rồi, nó bay xuống đánh bom xong nó đáp ở Trường Sa. Tại vì nó không thể đáp xuống hàng không mẫu hạm được, các anh chị ơi. Cái thằng Quang Vinh vĩ đại, bạn vàng 4 tốt gì đó, láng giềng tốt gì đó của mấy ổng, nó tệ như vậy đó. Mà cố mà bê, đeo mà bám mà bờ cho bằng được. Trong khi như tôi lặp lại là số lượng mà cả chục cái hàng không mẫu hạm của Mỹ chấp tất cả các nước cộng lên luôn, chứ đừng nói 10 nước. Chấp tất cả các nước kể cả Nga cộng lên đi, quánh không lại nữa. Tức là sao các anh chị? Số lượng chiến đấu cơ chỉ một hạm thôi. Hôm rồi tôi có viết cái bài về cái hạm mà nó mới về hưu đó các anh chị. Cái hạm nó mới về hưu đó. CVN-65 hay gì đó. Tức là cái mẫu hạm mà nó già quá rồi, nó về hưu, hạm tên lửa nha, hạm hạt nhân nha. Mình nó hơi nó chứa các anh chị biết không? 90 chiếc chiến đấu cơ. Một chiếc một thôi chứa 90 chiến đấu cơ, chưa tính các loại máy bay vận tải, máy bay trực thăng rồi máy bay xăng ngầm gì ơi, đủ thứ tá lả bình vậy. 90 chiếc chiến đấu cơ. Một mình chiếc đó thôi. Thì các anh chị thử tưởng tượng coi. 90 chiếc là nó quánh một nước của ông ta banh này. Một nước banh này. Thậm chí 10 chiếc phải là nó quánh nước của anh chị Bạch. Mà nó cho về hưu. Nó cho về hưu. Thì những chiếc còn lại thì sao các anh chị tự cộng đi. Tức là Trung Quốc thật ra đang đối đầu với một thứ rất là nguy hiểm. Đó là đối đầu với một khối quân sự rất mạnh, hùng mạnh nhất thế giới. Năm 2016, Tổng thống Nga Putin là một tay độc tài rất là nổi tiếng trên thế giới, đúng không ạ? Độc tài tới sửa hiến pháp là ngồi lại làm tổng thống luôn mà. Thì Putin phát biểu như thế này: thừa nhận Mỹ là siêu cường số 1 thế giới. Nga, chúng tôi thừa nhận Mỹ hiện nay là siêu cường số 1 thế giới. Putin đó nghe, sự hãnh diện của Putin, cái sự mà ngông cuồng của Putin, cái sự độc tài khủng khiếp của Putin, cái sự hãnh diện rất là lớn của người Nga, sự tự hào về hồng quân Liên Xô Xô Viết của họ. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận nhìn vào thực tế. Đến lúc này chúng tôi thừa nhận Mỹ là siêu cường số 1 của thế giới. Thì chúng ta đang liên quân Trung Quốc đối diện với cái gì các anh chị biết không? Mấy anh quân đội, mấy anh đảng ơi, mấy anh biết không? Mấy anh biết đang đối diện với cái gì không? Putin nói đó chứ không phải tôi nói đâu. Các anh chị lên Google các anh chị tra đi. Nước Nga người ta mạnh như thế nào, người ta sản xuất vũ khí, người ta bán cho các anh. Mà người ta còn phải thừa nhận đến lúc này là người ta thua rồi. Người ta chấp nhận thua rồi. Thành ra cái cuộc chiến dầu quả là người Nga thiệt. Tức là đầu hàng, thua non, không thể chống lại Mỹ, không thể chống lại châu Âu được nữa. Nó phải ngẫu nhiên mà Mỹ chọn một ông mà ông ngoại trưởng là cái ông mà trùm về dầu khí. Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, trùm dầu khí của Mỹ chọn làm ngoại trưởng. Anh chị biết đâu phải ngẫu nhiên. Tại sao? Là cái cuộc chiến dầu khí là cái tay trùm dầu khí này trị người Nga đó. Chiến thắng âm thầm lặng lẽ là ổng đó. Bốc thảy vô làm ngoại trưởng liền. Đặng chi các anh chị biết không? Đặng chia rẽ cái mối liên minh quân sự có thể xảy ra giữa Nga và Trung Quốc. Nếu Nga mà lục đục mà ủng hộ Trung Quốc, nếu có xảy ra chiến tranh đó, thì Mỹ sẽ dùng cuộc chiến dầu hỏa đánh sập nước Nga ngay lập tức. Các anh chị biết có thời gian một tuần nước Nga lỗ 70 tỷ. Một tuần là mất 70 tỷ đô. Cứ một tuần mất 70 tỷ đô vì cuộc chiến dầu hỏa với ExxonMobil. Thì cục diện của thế giới nó đang diễn ra như vậy đó các anh chị. Mà chúng ta, tôi lặp lại nha, 15 cái hiệp ước, trong đó cái hiệp ước về quân sự đang gắn quân đội con em dân Việt chúng ta vào vận mệnh của thằng Trung Quốc, thằng giặc Trung Quốc. Vậy tôi nói điều này để tôi quay trở lại, chúng ta phải nhận diện chúng ta đang ở đâu trên bàn cờ thế giới nha các anh chị. Nhận diện được điều này thì chúng ta sắp tới, từ đây và sắp tới chúng ta sẽ có thay đổi. Thay đổi đây chi các anh chị? Chúng ta biết chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta biết phải chọn liên minh liên kết như thế nào, biết vị trí của mình và biết chọn lựa cái xu hướng của quốc tế cho nó phù hợp để bảo tồn sinh mạng của con em chúng ta, để tránh thiệt hại. Các anh chị biết có cái câu sấm của Trận Trình mà dân đàng ngoài thích nhất đó. Câu sấm Trận Trình đó là gì ạ? Biển Đông hải ngoại huyết lưu hồng, tức là máu chảy đỏ Biển Đông đó.
đúng không ạ? Cái câu đó người ta nhắc đi nhắc lại. Rồi câu thứ hai là gì ạ? 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Người ta nhắc đi nhắc lại. Tôi không thích sấm, tôi không thích tiên tri, tôi không thích coi bói, tôi không thích những điều đó. Tôi thích hành động, tôi là dạng người thích hành động, đưa ra giải pháp, đưa chọn lựa. Và chúng ta quyết định cuộc đời chúng ta trong sấm vậy. Nhưng mà những thứ đó các anh chị biết không, nó đang ám ảnh vận mệnh của dân tộc chúng ta, ám ảnh chính con em của chúng ta các anh chị. Và những người cả tối như tôi, các anh chị và chính nghĩa này hoàn toàn có thể bị tổng động viên để đứng vào hàng ngũ của quân Trung Quốc để đánh nhau với Nguyên Cái Khói hồi nãy tôi nói. Mà một mình một nước thôi nó chấp 10 nước. Hai hạm đội đang có mặt ở Biển Đông, nó đánh phân nửa thế giới này, nó đánh sập phân nửa trái đất này. Chúng ta, vận mệnh chúng ta đó các anh chị. Rồi quay trở lại, chúng ta thấy hiện giờ các dân tộc mà văn minh trên thế giới, hoặc là các dân tộc mà mang di bắt đầu hướng tới văn minh, họ có chọn lựa rồi chứ không phải mới đây, không phải cho đến bây giờ. Tôi vẽ ra bức tranh đó để tôi đưa ra những các sự chọn lựa của thế giới, họ chọn lựa như thế nào. Những năm 2010 tới 2012, cái khối Ả Rập là cái khối mà đạo Hồi đó, các anh chị, phát triển đạo Hồi đó rất là lớn. Đạo Hồi thì nó triệt tiêu phân nửa dân số, tức là phụ nữ nó không cho đi học, phụ nữ không cho tham chính, phụ nữ gần như không được can thiệp gì vào chính trị và xã hội hết, đúng không? Tức là phân nửa dân số của họ không phát triển được, thì họ chỉ có 50% lực lượng sản xuất thôi. Thành ra là đạo nước Hồi giáo, các nước ở khối Ả Rập, các anh chị chỉ biết phụ thuộc vào dầu hỏa thôi. Họ móc dầu lên họ bán rồi họ giàu, chứ cái giàu của họ không bền vững. Thì dự kiến khoảng 20 đến 30 năm nữa là họ hết dầu rồi, không còn dầu để bán nữa. Thì tuổi trẻ của khối Ả Rập họ nhận biết được điều đó, các anh chị. Họ nhận biết được tương lai của mình rất là mù mịt. Những tay nhà giàu là những tay độc tài, những tay những nhóm lợi ích liên quan tới chính quyền độc tài. Con cháu thì bị nô lệ, đúng không ạ? Bị hạn chế quyền làm con người. Thành ra là những năm từ 2010 đến 2012 thì khối Ả Rập họ làm nên một cái cuộc cách mạng gì á, mùa xuân Ả Rập, các anh chị nghe rồi đúng không? Mùa xuân Ả Rập bắt nguồn từ một nhóm thanh niên và sinh viên. Một nhóm thanh niên và sinh viên xuống đường đòi quyền làm con người, đòi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do báo chí. Họ đòi đơn giản vậy đó. Họ bị bắt lần lượt, những tuổi trẻ đó bị bắt hết, bị bắt bỏ tù. Thì chính thể độc tài nào mà nó không bắt những người mà có tiếng nói đối lập, các anh chị? Độc tài là phải bắt những tiếng nói đối lập đặng nó giữ sự cai trị, đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó tạo lên một cái làn sóng là những người xuống đường đòi thả những bạn bị bắt ra. Đơn giản vậy đó. Tức là đòi thả người, không có đòi gì chứ. Không đòi tự do, không đòi dân chủ, không đòi nhân quyền, không đòi khỉ khô vậy. Đòi thả người thôi. Tạo thành làn sóng đòi thả người. Thì chính quyền độc tài nó ra lệnh đàn áp. Thì có thằng lính đó, bữa đó làm như là nó chạm mạch hay nó mát, sao nó bắn vào đoàn người biểu tình. Đàn áp mà nó bắn luôn chị. Thì nó bắn một sinh viên bị thương, bị thương rất nặng, chở vào bệnh viện. Thì thằng cha độc tài Mubarak chơi cái màn giả vờ đi vào thăm cái thằng sinh viên bị thương đặng vuốt ve dư luận, giả vờ. Nhưng mà xui cho thằng chả, trời không dung kẻ gian, trời bất dung gian, ông bà mình nói nghe các anh chị. Cậu sinh viên ấy bị thương nặng quá chết ngay lúc ổng vào thăm. Ổng thăm xong là nó lật ngang nó chết luôn các anh chị. Cái sự phẫn nộ của dân chúng họ nổi dậy. Thì từ chỗ đó là có vài chục, vài trăm người bắt đầu đi đòi người, thì tới 5.000, 7.000 người. Cuối cùng thì sao các anh chị biết không? Là gần 20 nước trong khối Ả Rập họ xuống đường. Họ đòi thay đổi, họ đòi tự do, họ đòi tôn trọng nhân quyền. Không được bắn vào con người, không được bắn vào loài người. Giải thể các thể chế độc tài, bắt phải bầu cử lại để có thể chế dân chủ. Là cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập đó, thu hút hàng chục triệu người. Hàng chục triệu người từ cái phong trào đòi thả người đơn giản như thế. Mùa xuân Ả Rập, mặc dù Ả Rập bây giờ vẫn còn rất là nóng, rất là bạo lực. Tại vì các anh chị biết tại sao không? Các thể chế độc tài họ không ngồi xuống thỏa thuận đàm phán với người dân, họ không chịu các anh chị. Họ tiếp tục đàn áp, mười mấy nước đó đàn áp. Thành ra cuối cùng các thể chế độc tài vẫn bị lật đổ, bị trả thù trong máu, trong chết chóc. Các anh chị biết họ có tới mấy ngàn người chết trong cái cuộc mà biểu tình từ 2010 tới 2012, mấy ngàn người chết. Và là có khoảng gần 1.000 người bị bắt giam. Suốt 2 năm gần 1.000 người bị bắt giam. Họ tạo sự thay đổi, nhưng mà thay đổi trong thù hận và chết chóc. Tại vì thể chế độc tài nó đàn áp liên tục, mà họ càng đàn áp thì dân càng đứng lên. Thì cuối cùng bây giờ là đất nước họ vẫn còn đang rối loạn, nhưng
họ bắt đầu có dân chủ, họ bắt đầu có tự do, và bảo đảm với các anh chị, quân đội không bắn vào dân được nữa, không thể nào bắn vào dân được nữa, cảnh sát cũng không bắn vào được. Mùa xuân Ả Rập đó các anh chị. Rồi, lựa chọn thứ hai mà tôi muốn nhắc tới các anh chị, tôi muốn gợi ý tới các anh chị, muốn đưa thông tin tới các anh chị là lựa chọn phong trào dù vàng của Hồng Kông. Phong trào này thì chúng ta đã nói với nhau rồi đúng không ạ? Phong trào dù vàng là phong trào của các bạn tuổi trẻ và sinh viên và thanh niên, đúng không ạ? Rất ít người trung niên. Thì lúc đó Hồng Kông đã được trả về Trung Quốc, là trả về từ mấy năm chín mấy đúng không chị, 97 98 lại đúng không? Thì 2014 là năm mà Hồng Kông bầu cử, 14 15 đó các anh chị, Hồng Kông bầu cử, thì Trung Quốc nó mới chơi cái trò y hệt như bên mình, như là nó đưa nguyên danh sách lên đảng cử bắt dân đi bầu. Đảng cử bắt dân đi bầu. Cái trò đó nước ngoài họ gọi là cái gì các anh chị? Gọi là phi dân chủ, chà đạp quyền tự do. Đúng không ạ? Quyền tự do của con người là một trong những quyền tự do chọn lựa người đại diện cho mình, tự do chính kiến, đúng không ạ? Tôi phải chọn ứng cử viên của tôi chứ, rồi là đưa ra ai bầu được nhiều phiếu thì người đó đậu, thì nó mới ra cái quốc hội của dân được, thì quốc hội nó mới bầu ra bộ chính phủ hoạt động theo hiến pháp và pháp luật được. Trung Quốc nó đưa cái bàn tay nhám nhúa, nó thọt sâu vào dùng kính của bộ máy chính trị Hồng Kông, nó chơi cái trò độc tài. Thành ra sinh viên xuống đường ban đầu có nhiêu các anh chị? Ban đầu chỉ có 2.000 sinh viên thôi, 2.000 sinh viên và giới trẻ thôi tiến vào Hồng Kông, tiến vào khu mà trung tâm Hồng Kông, đóng chiếm giữ ở đó, dựng lều ở đó luôn. Nhưng mà sau đó khi mà cảnh sát bắt đầu tấn công, trấn áp 2.000 sinh viên này á, thì các chị biết sau đó nó lên tới hàng trăm ngàn người, hàng trăm ngàn người ồn ồn ra cắm trại cùng với sinh viên. Thì lúc đó là sinh viên, thanh niên, tuổi trẻ, là phụ nữ, rồi là trung niên gì cũng ra cắm trại với sinh viên hết. Thì họ mới tổ chức một cái hệ thống là cơm, nước, cháo, thuốc, men rồi đó, để làm hậu cần. Họ thay phiên nhau để họ cắm trại chiếm giữ khu trung tâm, làm cho Hồng Kông bị tê liệt. Hồng Kông là một trong những trung tâm tài chính rất là lớn của thế giới nha các anh chị. Mặc dù khi trả về Trung Quốc thì nó có bị giảm cái vị thế, giảm nhiều lắm rồi, nhưng mà nó vẫn là một trong những trung tâm tài chính lớn. Thì khi bị tê liệt như vậy là thiệt hại kinh tế của Hồng Kông và Trung Quốc ngay lập tức nó bị ảnh hưởng lớn lắm. Thành ra cái giới chóp bu của Hồng Kông mặc dù nó bị phụ thuộc sâu vào Trung Quốc nhưng mà nó phải xuống nước. Nó xuống nước, bắt đầu nó thay đổi, nó cho phép đưa ứng cử viên tự do vô bầu cử. Thì cuối cùng các anh chị biết Hồng Kông mới bắt đầu có ứng cử viên tự do trúng cử vào quốc hội. Mặc dù con số đó thì không nhiều các anh chị, chỉ có mười mấy người thôi, nhưng mà họ bắt đầu làm được. Thì từ đây về sau quốc hội đó bắt đầu có ứng cử viên tự do, bắt đầu làm được. Thì chỉ cần người dân Hồng Kông với cái ý thức dân chủ hàng trăm năm của Anh truyền vào á, thì họ cứ đi bầu, họ chọn lựa những ứng cử viên độc lập, là một ngày nào đó là quốc hội toàn những ứng cử viên độc lập hết. Đơn giản vậy thôi, đúng không các anh chị? Thì Hồng Kông bắt đầu có chiến thắng ban đầu từ phong trào chiếm khu trung tâm. Tất cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới bây giờ họ biết chọn lựa cái gì rồi các anh chị. Họ biết cách để họ chọn lựa hết, chứ họ không ngồi một chỗ để mà người ta chọn cho mình. Có bao giờ mà, nhất là những thể chế độc tài, nó chọn điều tốt đẹp cho dân đâu. Trên thế giới này nghe các anh chị, trên thế giới này tôi chỉ thấy có 3 nước, chỉ thấy có 3 nước mà các thể chế mà lúc đó lẽ ra nó có thể độc tài nhưng nó không chọn độc tài mà nó chọn điều có lợi cho dân. Đó là nước Anh cách đây 801-802 năm, nước Anh giới quý tộc và hoàng gia Anh họ ngồi lại với nhau, họ cùng thảo luận với nhau, trong khi lúc đó là những người dân Anh là những con nô lệ chứ không phải là người dân Anh. Họ thảo luận với nhau, họ đưa ra một cái hiến chương Magna Carta. Cái hiến chương đó cách đây 802 năm rồi các anh chị. Cái hiến chương đó là gì? Hiến chương về tự do, hiến chương về quyền con người. Hơn 800 năm về trước nó mới có nước Anh cường thịnh như bây giờ. Tự nhiên nha, giới quý tộc và hoàng gia đưa ra cái hiến chương nha, để họ giúp cho dân của họ thành con người, chứ họ không muốn biến dân của mình thành con ngợm, thành con nô lệ, để rồi bán nước buôn dân. Họ không muốn điều đó. Thành ra nó mới có nước Anh cường thịnh như bây giờ các anh chị. Rồi thứ hai, nước thứ hai tôi thấy là nước Bhutan. Bhutan nằm kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Chiến tranh ở khu vực này xảy ra liên miên, nhưng mà Bhutan rất là yên bình, nhỏ xíu các anh chị, bằng một tỉnh của Việt Nam mình thôi. Nhưng mà vua của Bhutan rất hay. Nước của họ ở thời điểm đó là nước quân chủ lập hiến, tức là vua soạn hiến pháp này các chị, chứ không phải là dân soạn đâu.
là hoàn toàn ông có thể soạn hiến pháp, tao sẽ nắm quân đội, tao sẽ nắm quyền hành tất cả người dân chỉ làm nô lệ thôi, đúng không? Vua nào mà chẳng vậy. Nhưng mà đức vua của Bhutan giống như mà ông Phật sống hiện ra cho dân tộc của họ vậy đó các anh chị. Ông soạn một cái hiến pháp tự do, hiến pháp tôn trọng con người lên trên hết. Ông vua, hoàng gia và bộ máy chính trị phục vụ cho người dân Bhutan. Hiến pháp của Bhutan á, đặc biệt hiến pháp của Bhutan có một điểm cực kỳ thú vị là gì? Là đưa cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ bảo vệ không khí, bảo vệ nước, bảo vệ rừng, đưa nhiệm vụ trồng rừng vào hiến pháp luôn các anh chị. Tức là mỗi người dân Bhutan phải trồng bao nhiêu cây, giữ cho nước Bhutan có bao nhiêu rừng, tính chia ra trên đầu dân. Chính phủ mà không làm được điều đó, các chức chính phủ. Nước thứ hai tuyệt vời không các anh chị? Thành ra Bhutan bây giờ là một trong những nước sạch nhất thế giới, đẹp nhất thế giới mà ai cũng muốn đến đó. Các anh chị mà được dưỡng dạ ở Bhutan là như ở thiên đường. Con người Bhutan cực kỳ hiền hậu, hòa nhã với nhau. Họ không có mầm móng độc tài mà có mầm móng tự do từ rất sớm. Rồi nước thứ ba, nước thứ ba tôi thấy là Singapore, kế bên Việt Nam chúng ta. Singapore, những năm 50 mà khi tách ra khỏi Malaysia, Singapore là một cái ốc đảo nghèo khó, một bán đảo nghèo khó. Thậm chí họ không có kinh tế luôn, họ chỉ có một làng chài nhỏ, làng chài rất là nghèo. Và họ không có nước ngọt để uống, họ phải mua nước ngọt từ Malai, mà Malai lúc đó nó ghét Singapore lắm. Tại vì Malai nó không muốn cho Singapore độc lập, mà Singapore kiên quyết, Lý Quang Diệu kiên quyết phải độc lập, tại vì dính vô Malai không phát triển được. Thành ra các anh chị biết không, Lý Quang Diệu với vai trò là thủ tướng của Singapore lúc đó, lẽ ra ổng áp đặt sự độc tài được, tại vì dân vừa nghèo vừa dốt, đúng không ạ? Chỉ có ổng là thông minh, ổng nhìn xa trông rộng, ổng thấy Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam chúng ta ngày càng bị lún sâu vào cuộc chiến, và chúng ta hoàn toàn có thể bị đồng minh bỏ rơi. Chúng ta là hòn ngọc của Biển Đông, ổng cạnh tranh với chúng ta. Khi mà mình bị đồng minh bỏ rơi, mình bị đánh sập, bị khối cộng sản thâu tóm, là ổng sẽ đứng lên, ổng thay vị trí của Sài Gòn. Ổng nhìn xa trông rộng lắm, thành ra ổng không áp đặt độc tài mà ổng gieo cái mầm tự do cho dân ổng. Ổng soạn, ổng và cái khối quốc hội mới của Singapore nhỏ thôi các anh chị, nước họ ít lắm, nhỏ bằng cái huyện, mà soạn một cái bộ hiến pháp tự do cho dân ổng, bảo vệ con người, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do. Thành ra mới có Singapore ngày nay. Và đúng như dự đoán của Lý Quang Diệu, sau năm 75, Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ rơi, sụp đổ, Sài Gòn mất vị thế là hòn ngọc Viễn Đông số 1 Đông Nam Á. Ngay lập tức Singapore mở cửa mời gọi tất cả các công ty, tập đoàn, xí nghiệp từ Sài Gòn chạy qua Singapore đóng trụ sở. Những cái cảng để đón những chuyến tàu quốc tế đi ngang Thái Bình Dương, thay vì ghé Sài Gòn, bây giờ ghé cảng Singapore. Cảng hàng không lớn nhất của Đông Nam Á thời đó là cảng Tân Sơn Nhất, bây giờ là cảng Chem Ghi của Singapore. Ông đón hết, đón đầu hết, ông gom hết qua. Thậm chí các nước phát triển, các nước văn minh thời đó mà Úc là đứng đầu, người miền Nam tự do ở đó để lập một cái quốc mới, một cái nước mới, giống như kiểu Đài Loan vậy, cái gì giống như kiểu mà Tử Giới Thạch bị cộng sản đánh chạy ra Đài Loan vậy đó, thì họ mới định mua một cái đảo ở Philippines để lập một cái nước Việt Nam Cộng Hòa mới ở đó. Các anh chị biết Lý Quang Diệu đứng ra ngăn cản kế hoạch đó, phản đối tới cùng, dùng cái vị thế của Lý Quang Diệu phản đối tới cùng, không cho thành lập cái quốc gia đó. Thành ra nó mới dẫn tới cái vấn nạn là 500-600 ngàn người Việt chúng ta chết trên biển, không được có một quốc gia để mà tái định cư kiểu như Đài Loan. Thành ra nó mới có Singapore cường thịnh như ngày nay, tại vì nó dành hết tất cả những cái nguồn lực chạy qua Singapore. Chứ nếu như có một cái đảo ở Philippines mà là nước Việt Nam Cộng Hòa, thì Singapore hiện giờ không có trên bản đồ Đông Nam Á như là bây giờ đâu nghe các anh chị. Vì thế họ sẽ đứng sau mình. Đó là lý do tôi nhắc đi nhắc lại, Việt Nam chỉ cần có tự do, chúng ta có 10 năm có thể cạnh tranh với Singapore trở lại. Cạnh tranh trở lại liền, tại vị thế chúng ta tốt hơn họ. Họ đang giành vị thế của chúng ta. Chúng ta có tự do, chúng ta sẽ giành trở lại vị thế của mình. Và cái nguồn lợi từ Singapore, họ thu về hàng ngàn tỷ đô với các anh chị, là của Việt Nam, là của miền Nam tự do. Thì chúng tôi chỉ thấy ba nước độc tài, trên ba nước có khả năng độc tài nhưng họ không độc tài. Có ba chính phủ trên thế giới từ trước tới nay, suốt 800 năm qua, họ làm điều đó. Ngoài ra tôi nhắc lại là tất cả các chính phủ còn lại, họ không bao giờ ban phát tự do cho người dân của họ. Kể cả Mỹ, kể cả Mỹ, những năm 60, những người da đen không được đi xe buýt chung với người da trắng. Những năm cuối những năm 50, đầu những năm 60, con em của người da đen ở Mỹ, mặc dù có quốc tịch Mỹ, không được học chung trường với con em người da trắng. Tự do ở đâu?
Mặc dù hiến pháp của Mỹ lấy chữ tự do, liberty để lên đầu, tự do đâu? Chính quyền không bao giờ ban phát tự do cho anh, mặc dù anh là người Mỹ, không. Nhưng các anh chị biết không, các anh chị có một người phụ nữ da đen bước thẳng lên xe buýt toàn người da trắng, chịu nhổ nước miếng, chịu chửi mắng, chịu bạt tai, chịu nhục mạ. Người phụ nữ da đen nó cứ kiên trì đi những chuyến xe buýt đó, cuối cùng tạo ra phong trào người da đen đi xe buýt chung với người da trắng. Thì cô ấy đấu tranh cho nữ quyền và đấu tranh cho màu da, cuối cùng là cái sự kỳ thị màu da giảm xuống. Và có một cậu học sinh người da đen được gia đình đưa vào trường của người da trắng, bị kỳ thị, bị nhục mạ, thậm chí gia đình của cậu bị các phụ huynh kỳ thị nhục mạ. Nhưng mà cậu cứ lẳng lặng không nói, cứ gầm màn suốt đi học. Và chính phủ và cảnh sát bắt đầu hỗ trợ bảo vệ cậu không cho tấn công. Thì cậu đó làm thay đổi cái quan điểm, thì tự do nó mới đến các anh chị ơi. Tự do nó mới đến cho người Mỹ. Thì bây giờ người Mỹ không được phân biệt chủng tộc. Phân biệt chủng tộc là một trong những thứ tội rất nặng ở Mỹ. Tự do chỉ đến khi chúng ta giành lấy nó. Không có chính phủ nào ban tự do chúng ta, kể cả chính phủ Mỹ. Các chị hiểu điều đó không ạ? Thì quay trở lại, tôi đưa ra những cái ví dụ. Các dân tộc trên thế giới xung quanh chúng ta họ đã chọn rồi. Họ chọn từ 2010 đến nay là họ chọn, các vị thấy rồi đó, mùa xuân Ả Rập họ chọn như thế nào, Hồng Kông họ chọn như thế nào, đúng không ạ? Các nước xung quanh chúng ta, Nhật Bản, Hàn Quốc họ đang chọn như thế nào, Đài Loan họ bắt đầu họ chọn như thế nào, Philippines họ chọn như thế nào, và gần nhất chúng ta dễ thấy nhất là Myanmar, chúng ta gọi là Miến Điện đó, họ chọn như thế nào? Miến Điện là một chính phủ độc tài quân sự luôn, tức là tổng thống nắm quân đội luôn. Họ chọn như thế nào các anh chị? Họ ngồi xuống đàm phán với lực lượng dân sự trong nước để họ bầu cử tự do, họ tạo ra một cái quốc hội đa nguyên, đa chính phủ, à không, đa nguyên, đa đảng và đa tổ chức chính trị. Và cuối cùng họ bầu ra được một chính phủ của dân. Ông tổng thống độc tài bây giờ đi tu, hiền khô à, rất là giàu, giàu kinh khủng, nhưng mà không ai lấy tiền, lấy bạc gì của ông. Không có một cái nghị quyết nào của tòa án là trưng thu tài sản độc tài của ông, không có. Tại sao các anh chị biết không? Tại vì ông đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết. Thì người ta đánh giá cái điều đó rất cao, người Myanmar người ta cảm thấy điều đó là điều rất là nhân bản. Thành ra là người ta không truy cứu về cái khoảng thời gian ông dơ dét tài sản nữa. Ông cứ đi tu, ông cứ làm từ thiện đi. Rồi còn lại bây giờ là chính phủ mới của Myanmar xây dựng đất nước của họ sao ạ? Đuổi hết tất cả những tập đoàn mà ô nhiễm của Trung Quốc về, rút phép hết, không cho Trung Quốc đầu tư mới, cắt hết tất cả các nguồn đầu tư mới của Trung Quốc. Mà họ bắt đầu, họ ký kết các hiệp ước kinh tế với Nhật, với Hàn, với Singapore, với Úc, với Mỹ, với Anh, với Đức, với Pháp. Các anh chị lên cái danh mục đầu tư của Myanmar, các anh chị thấy toàn là những nước tự do và văn minh. Myanmar đó các anh chị, sát bên mình. Họ bắt đầu họ chuyển mình rồi, họ lựa chọn rồi. Đó, tất cả những cái thông điệp, những cái thông tin về cục diện chính trị thế giới và đặc biệt là Biển Đông là tôi vừa trình bày đó. Tôi xin tạm kết luận lại như thế này. Việt Nam chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh mà bàn cờ chính trị thế giới nó thay đổi. Nó thay đổi liên tục. Và ông bà chúng ta liên tục đã từng đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Chứ không phải không nha. Nhưng mà chúng ta chỉ đạt được những kết quả nhất định, còn hầu hết chúng ta đều thất bại. Cho tới bây giờ con cháu chúng ta vẫn chưa có tự do. Đó là thất bại lớn nhất mà chúng ta phải nhìn nhận. Mà tất cả những thất bại đó điều đến từ việc chúng ta không nhìn thấy chúng ta đang ở đâu trong bàn cờ chính trị thế giới. Chúng ta không nhìn thấy được xu hướng thế giới nó đi như thế nào. Chúng ta không biết chọn bạn mà chơi, không biết liên minh liên kết với cái nhóm nào để cho chúng ta cường thịnh, mà chúng ta chọn lộn. Hoặc chúng ta không có quyền lựa chọn, mà cái nhóm lợi ích nào đó nó ma mảnh, nó mưu mô, nó độc ác, nó chọn thì chúng ta chấp nhận, thì chúng ta coi như là đồng lõa với nó. Mà muốn không đồng lõa với nó, muốn chọn, muốn đưa ra lựa chọn, tôi muốn quyết định số mạng, số phận của tôi, số phận của con cháu chúng tôi, thì chúng ta phải kết hợp với nhau. Chúng ta phải tạo thành lực lượng, tạo sự thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi thì bọn chúng tiếp tục chọn lựa lẫn nhau, sống chết với nhau. Mà tôi nói cho các anh chị biết luôn là bọn chúng đã chuẩn bị dọn đi hết rồi. Nó dọn đi hết rồi. Có gì là tụi nó rút. Chỉ có chúng ta ở lại đây hứng chịu bom đạn, tên lửa thôi. Chứ bọn chúng là không có ở đây để hứng chịu đâu. Con em chúng ta thôi. Thành ra mục tiêu nhỏ như mùa xuân Ả Rập, đội người hoàn toàn có thể đạt được mục đích lớn. Các chị không cần phải đặt mục đích lớn lao nào đâu. Mục tiêu nhỏ thôi. Mục tiêu nhỏ, nhỏ thôi.
Mục tiêu của chúng ta là Formosa phải cút khỏi Việt Nam. Formosa phải cút khỏi Việt Nam. Tại vì nó đang giết dân của chúng ta. Nó giết người. Nó giết con cháu chúng ta. Nó muốn biến nước ta thành nô lệ. Nó muốn biến nước ta thành kiệt quệ. Nó muốn tiêu diệt giống nòi chúng ta để nó đưa dân của nó qua nó ở. Mà nó đưa rồi các anh chị. Đúng không? Nó đưa rồi. Thành ra mục tiêu chúng ta là phải đóng cửa Formosa. Chúng ta phải truyền cái thông điệp này đến quốc tế. Và các anh chị biết tất cả các báo đài quốc tế họ đang ở Việt Nam rồi. Và quốc tế đang nhìn vào Việt Nam xem có ý muốn của dân Việt Nam muốn gì. Cái quyền tự quyết của dân tộc các anh có thực hiện không? Các anh chị có muốn thực hiện quyền tự quyết không? Nếu các anh chị muốn thực hiện quyền tự quyết thì các nước tự do trên thế giới họ sẽ hỗ trợ chúng ta thực hiện quyền tự quyết đó. Và tôi biết, tôi có niềm tin rất là mãnh liệt. Ngay cả lực lượng vũ trang của Việt Nam, các anh chị hãy giữ niềm tin vào họ đi. Có rất nhiều người đang muốn thực hiện quyền tự quyết đó với những người dân chúng ta. Thực chất họ đang muốn đứng về phía người dân chúng ta. Miễn sao sức mạnh của người dân chúng ta là thứ nhất sự thật, thứ hai là công lý, thứ ba là chân chính, không có vụ lợi, không có gì mục đích khác. Chúng ta vì con em chúng ta và dân tộc đất nước chúng ta thì những lực lượng đó, kể cả lực lượng vũ trang, sẵn sàng đứng về phía chúng ta. Được không các anh chị? Kết thúc phần đàm luận chính thức ở đây. Như thường lệ tôi sẽ dành khoảng 20 phút để tiếp tục trả lời những câu hỏi đàm luận bổ sung thêm về vấn đề này đối với các anh chị, vì chúng ta cũng không có nhiều thời gian ha các anh chị. Rút ngắn thời gian và để tiện, để đạt được hiệu quả cao nhất á, thì tôi đề nghị các anh chị là đặt câu hỏi chậm thôi, đừng có đặt câu hỏi nhiều quá, tôi không có trả lời kịp ha các anh chị. Có rất là nhiều câu hỏi mà tôi không trả lời kịp. Và cái thứ hai là chúng ta tập trung vào chủ đề, đừng có lan man quá thì tôi mất thời gian, các anh chị cũng mất thời gian ha các anh chị. Rồi các anh chị đặt câu hỏi đi ạ. Linh Mai, mấy thằng lãnh đạo đi hết rồi, bỏ mấy thằng dư luận viên ở lại sổ gâu gâu. Linh Mai ơi, đừng có xúc phạm họ. Các bạn ơi, đừng xúc phạm họ, đừng xúc phạm những người dư luận viên hoặc là những người yêu đảng, yêu bác. Hai các anh chị, yêu đảng, yêu bác, yêu chế độ, đừng có xúc phạm họ. Tại vì tôi nhắc đi nhắc lại hai các anh chị, chúng ta chủ trương gì ạ? Hướng tới tự do, văn minh và nhân bản. Lương thiện các anh chị, chúng ta phải xây dựng sự lương thiện từ mầm móng trong lòng chúng ta, rồi chúng ta gieo mầm cho các thế hệ sau chúng ta nữa. Thì sự tự do, lương thiện và tử tế nó không bắt nguồn từ sự xúc phạm lẫn nhau. Các anh chị hiểu được đó không? Tôi không thích những người mà chửi lãnh tụ, chửi đảng, chửi mà lãnh đạo cán bộ, tôi không thích đâu các anh chị ơi. Đặc biệt là trong nhà tôi có quy tắc nha các anh chị, mà xúc phạm lẫn nhau là tôi nhắc rồi mà vẫn tiếp tục là tôi lóc ha các anh chị. Chúng ta không cần thiết. Họ được quyền tự do chọn lựa của họ. Họ chọn đứng về phía đảng, đứng về phía nhà nước, đứng về phía Trung Quốc để đánh lại nguyên cái liên minh Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Singapore, Úc, Ấn Độ. Ok, các anh cứ đánh. Ok, các anh cứ đứng đi. Chúng ta chọn đứng về phía chúng ta. Chúng ta có phe phái của chúng ta. Đó là gì ạ? Là dân Việt. Chúng ta đứng về phía dân Việt, không về đứng về phía Trung Quốc. Các bạn dư luận viên, các bạn cứ chọn đứng về phía Trung Quốc đi. Tôi ok, ủng hộ các bạn. Các anh chị ơi, giờ này còn có người hỏi tôi là Sài Gòn biểu tình ở đâu nè. Lời kêu gọi biểu tình của Linh Mục Lý, các anh chị cứ lên gõ là có hết nha các anh chị. Đừng có hỏi những câu này nữa, mất thời gian quá. Nguyễn Quang Tuyến, quan điểm của em sao giống với bác sĩ Hồ Hải quá, em có phải là đệ tử của anh Hải không? Dạ anh Nguyễn Quang Tuyến ơi, Huy không phải là đệ tử của bất kỳ ai hết. Huy học bất kỳ ai Huy gặp, Huy học bất kỳ ai Huy biết, học bất kỳ kiến thức nào mà họ có. Nhưng mà Huy không phải là đệ tử của bất kỳ ai, cũng không thuộc bất kỳ đảng phái hay nhóm nào hết nha các anh chị. Huy trả lời một lần thôi ha. Nhưng mà Huy học bất kỳ ai. Huy Nguyễn, ngày Chủ nhật em đi một mình lựa chọn để quay video ngày đó phát tán cho tất cả mọi người thấy. Em không có team nên chỉ làm như vậy để góp sức. Ok, cảm ơn Huy Nguyễn. Thật ra muốn có team không khó đâu ha Huy Nguyễn. Tại sao ạ? Cái status của anh á là team lẻo đẻo đâu, điểm danh.
Các bạn nhớ không? Các bạn chia sẻ nhiều lắm mà đúng không ạ? Hàng trăm lượt chia sẻ rồi, đúng không ạ? 300-400 lượt gì đó, tôi có coi sơ đó. Thì cái status đó để dành cho các bạn lẻo đẻo kết thêm với nhau. Lẻo đẻo, vô thêm lẻo đẻo đi. Sao lại đi một mình? Đi một mình không hay chút nào hết, nghe các anh chị. Mà chúng ta quay phim chụp ảnh bình thường, các anh chị lẻo đẻo đừng có sợ, không có gì sợ hết. Các anh chị mà bị làm khó, các anh chị chỉ cần trả lời đơn giản thôi. Hỏi tại sao quay phim chụp hình? Nó em đang đi tìm thế lực thù địch phản động, coi coi nó kích động sao. Được không ạ? Ai bắt các anh chị gì câu trả lời đó? Đúng đúng đường lối chủ trương của đảng mà đúng không? Nó sẽ hỏi là vậy tìm được chưa? Nãy giờ em quay muốn chết luôn mà em chưa tìm được nè, em đang coi nè, chừng nào mà nó phát tiền cho biểu tình như là báo đảng nói là nó đó, em đang canh nè, có gì em báo cáo cho mấy anh. Không ai mời các anh chị về 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 đồn bởi cái sự vừa hồng vừa chiên vừa yêu đảng như các anh chị thể hiện. Các anh chị cứ thể hiện điều đó thì không sao hết. Xách bịch nước đi theo, hỏi sao xách nước nhiều vậy? Em đi bán nước. Bán nước không có tội. Được không các anh chị? Em đi bán nước, nhiều thằng bán nước lắm, đâu phải một mình em. Được không các anh chị? Thêm lẻo đẻo, chúng ta kết nối với nhau đi. Nha nha các bạn, đừng có than một mình nữa, các bạn than một mình tôi thấy buồn quá à. Chúng ta không có một mình đâu. À bạn Tâm Thanh Phạm, Huy ơi mình có bản chỉ dẫn liên quan đến cuộc biểu tình sắp tới đây, muốn chia sẻ với các bạn. Mình chuyển dịch trực tiếp từ MST International. Ok, cảm ơn anh chị Tâm Thanh Phạm. Nếu mà có bản dịch rồi á, anh chị có thể để cái link vào trong cái status này của Huy cũng được, hoặc là cái anh chị chịu khó inbox cho Huy cái link để Huy lấy thông tin về Huy chia sẻ lại các anh chị khác. Cảm ơn anh. À, Giáp Đặng, Huy có biết họ chuẩn bị bỏ chạy ra nước nào không Huy? Ô, câu hỏi này hay quá. Nãy giờ Huy đang chờ câu hỏi này dữ lắm luôn các anh chị. Các anh chị ơi, các anh chị có biết là có những người đã chuẩn bị mua nhà ở Bắc Kinh rồi chưa? Các anh chị có biết chưa? Huy không thể nói được đâu, tại Huy đang là một trong những đối tượng săn lùng của họ rồi, các anh chị ha. Các anh chị chắc cũng biết đúng không? Họ đã mua nhà ở Bắc Kinh rồi, căn nhà trị giá tới 5 triệu đô la. Họ đã được một sự cam kết từ cấp cao nhất ở Bắc Kinh là nị cứ yên tâm làm theo đúng kế hoạch đi, có gì nị cứ về đây dưỡng già, nị sẽ là một ông vua ở đây nha các anh chị. Nhưng mà các anh chị ơi, tội nghiệp họ lắm, tội nghiệp cái người mà mua căn nhà bên đó lắm. Tôi nói ổng, ổng nghe ổng biết, tôi đang nói ổng luôn đó, tội nghiệp. Nhận được cục vàng xong nấu ra chở gì bển, đâu dám giữ ở đây. Khổ vậy đó các anh chị, giữ không được. Mà nếu mà tài sản mà tẩu tán qua bên Mỹ và châu Âu thì hiện giờ cái dự luật trừng phạt nhân quyền Magnitsky của Mỹ đã ban hành rồi. Tôi nói anh chị đó, là họ đóng băng tài sản của những cái tay độc tài, những cái tay vi phạm nhân quyền, và bây giờ là họ bắt đầu họ lên kế hoạch rồi. Các anh chị có biết là hơn 180 nhân vật đang nằm trong danh sách đó rồi, nhưng mà họ chưa công bố. Hôm nay tôi xì cho các anh chị biết luôn, hơn 180 nhân vật đã nằm trong danh sách, họ đang điều tra để củng cố chứng cứ. Các anh chị biết khối tài sản trị giá bao nhiêu? Khối tài sản nếu mà Mỹ mà chỉ cần tuyên bố một cái đóng băng hàng trăm tỷ đô chứ không phải hàng chục tỷ đô như các anh chị nghĩ đâu. Đất nước mình cực giàu, giàu lắm các anh chị ơi. Nhưng mà cái số tiền này nó chảy vào cái nhóm này. Thành ra chúng ta không thấy được làm hoài mà dân không giàu. Khi mà Mỹ tuyên bố đóng băng mà một trăm mấy chục cái tài khoản này, một cái số khối lượng tài sản họ đang có mấy trăm tỷ đô, lên tới hàng trăm tỷ đô chứ không phải là hàng chục tỷ như chúng ta nghĩ đâu nha các anh chị. Bạn Lương Quốc, anh Huy cho em hỏi nếu lỡ có CA chìm giả bộ lập team dụ mình thì sao? À Lương Quốc, nhiều bạn hỏi câu này lắm, cảm ơn các bạn hỏi câu này ha. Cái mô hình mà lập team teamwork của Huy á, nó rất là đơn giản, nhưng mà thật chất các anh chị suy nghĩ kỹ, nó rất là khó để họ chen vào. Tại sao ạ? Đầu tiên chúng ta kết nối những tài khoản Facebook với nhau, thì team leader, những người mà kết nối đó, các anh chị phải có trách nhiệm đi coi hết timeline của các Facebook mà các anh chị đưa vào trong group. Các anh chị có thấy an ninh chìm giả bộ nào á mà
thêm like của họ năm này qua năm khác mà cứ phanh phui cái bộ mặt thật của chế độ này ra không? Không. An ninh chìm, an ninh nổi gì đăng nữa họ cũng không dám chửi. Họ không dám nói, họ không dám phanh phui. Họ nói vu vơ gì chơi thôi. Hoặc là thường á các anh chị nha, thường, tôi nói thường á là gái đẹp. Gái đẹp. Thật sự mà nói ở Việt Nam hay dùng chiêu này lắm. Dùng chiêu gái đẹp. Thật ra là cán bộ đó, để kết nối với các anh chị. Còn như, còn họ không bao giờ thêm like năm nay qua năm khác. Các anh chị chỉ cần chết trong vòng 1-2 năm gần đây mà họ liên tục phanh phui những vụ tiêu cực, những vụ tham nhũng, những vụ mà xâm phạm về nhân quyền, xâm phạm về dân chủ, xâm phạm về tự do. Các anh chị đọc được những cái tư tưởng tự do của họ. Chúng ta đã trao đổi với nhau hàng chục livestream về tự do rồi đúng không ạ? Đọc được tư tưởng họ là gì? Không phân biệt, không chia rẽ, không kích động. Ai cũng lên tiếng bảo vệ tự do như nhau. Và xâm phạm tự do là điều công kích. Người đó xâm phạm là ai không cần biết. Anh xưng danh anh là đấu tranh dân chủ mà anh xâm phạm quyền dân chủ tự do là công kích anh liền. Thì người đó chính là chiến sĩ dân chủ thật sự. Người đó chính là những người tự do văn minh thật sự. Thì team leader có trách nhiệm phải lọc timeline của các thành viên đó, lock những tên, báo cho các member, các thành viên của mình biết, lock những thằng đó, thảy nó ra ngoài liền. Xuống cái timeline mà không có cái gì hết trơn mà nhận nó vô thì các anh chị tự hại mình đúng không? Rồi tiến thêm một bước là gì ạ? Là chúng ta tạo cái group kín trong Facebook. Tôi dặn các anh chị là tạo group kín. Tạo group kín để làm chi ạ? Không có người ngoài can thiệp vô thì an ninh nào mà can thiệp vô được. Chỉ có chúng ta với nhau thôi, đúng không? Group kín này chúng ta hoạt động với nhau xong chúng ta sẽ tạo ra một cái group ở trên WhatsApp. Cái group WhatsApp là nó theo một cái cấp cao hơn nữa, bảo mật cao hơn nữa. Thì những người trong group kín này nè, các anh chị lọc ra đưa vào WhatsApp. Được không ạ? Khi đưa vào WhatsApp này rồi xong rồi các anh chị mới lập thêm cái group fire chat. Là cái group mà khi mà không có sóng luôn á thì fire chat có liên lạc với nhau. Thì group đó là group cuối cùng. Cái group đó là group cốt lõi, là những người chúng ta với nhau, những người đang đi tìm tự do với nhau thôi. Không còn ai lọt vô được đó. Chúng ta có từng tầng từng bậc như vậy. Mà tôi khuyến khích các anh chị, tại sao khi lập group xong các anh chị, tôi khuyến khích các anh chị cứ add tôi vô đi, là tại sao? Tôi không sợ an ninh tấn công tôi, tại vì Facebook của tôi an ninh theo dõi đầy. Các anh chị add tôi vô đi, tôi sẽ giúp các anh chị tìm những đối tượng nào mà khả nghi, lọc ra lập tức. Tôi có kinh nghiệm để làm điều đó ha các anh chị. Và nếu như mà không lập thì tôi chỉ cho các anh chị cách để cho họ cứ ở đó hoạt động mà họ ngày càng tiến về phía chúng ta hơn. Tại vì như tôi nói các anh chị, họ cũng là người Việt, họ là dân Việt, họ được phân công nhiệm vụ để làm chuyện đó. Chứ họ không hề có ác ý hay thù hằn gì với chúng ta, đừng đẩy họ ra khỏi chúng ta các anh chị ơi. Được không ạ? Vì sao nhiều anh chị nói anh Huy ơi hẹn cà phê vậy lỡ bắt anh sao? Nếu họ muốn bắt tôi họ bắt từ lâu rồi. Bây giờ là họ đang muốn. Các anh chị hiểu không? Các anh chị không phải là đối tượng họ muốn bắt đâu. Các anh chị cứ hẹn cà phê đi. Họ chỉ muốn nghe các anh chị nói cái gì thôi. Các anh chị cứ nói về tự do, nói về văn minh, nói về nhân bản, nói về những quyền căn bản của con người. Họ cũng biết gì các anh chị. Con cháu của các anh chị và con cháu của họ đều đối diện những nguy cơ giống nhau. Hãy nói về những nguy cơ đó, kéo họ về phía mình đi các anh chị. Được không ạ? Đừng có e ngại và nghi ngờ lẫn nhau nữa ha. À, Lương Hoàng, anh Huy cho biết tương quan lực lượng giữa phe dân chủ và phe cộng sản đến thời điểm hiện tại là 50-50 hay 30-70? À, bạn Long Hoàng, cái này là câu trả lời lại là thống kê mà tôi cảm giác được nha. Rất là nhiều bạn thích thống kê nhỉ. Thí dụ như tôi nói phe của mình 90 rồi phe kia 10%, các bạn làm sao? Thí dụ tôi trả lời các bạn làm sao? Nhào ra cướp chính quyền liền không? Làm sao các anh chị? Không có làm sao được hết. Các anh chị sẽ không làm sao với con số được hết. Con số đưa ra chỉ là để chúng ta hình dung được cái cục diện chung thôi, đúng không ạ? Tức là nếu có con số thống kê thì các anh chị cũng chỉ hình dung thôi, chứ các anh chị không thể biến cái con số đó thành cái gì có lợi cho mình đâu. Vấn đề là chúng ta có team của mình chưa? Bạn Long Hoàng có team của bạn chưa? Team của bạn được bao nhiêu rồi? 50, 70, 100 người chưa? Chúng ta cần 1.000 bạn có thêm 100 người. Đúng không ạ? Tức là chúng ta có 100.000 lực lượng đó. Họ có quy động 100.000 quân ra để trấn áp chúng ta không? Không. Không có. Đúng không anh chị? Tôi cần bạn Long Hoàng, tôi cần tất cả các bạn, tôi cần chúng ta mỗi người có 100 thêm 100, các bạn làm được không? Các bạn đừng có chú ý những con số này làm gì, các bạn làm được không? Làm được chúng ta có tự do. Làm không được chúng ta tiếp tục làm nô lệ.
không cần hỏi những con số này làm gì, những con số này không có ai thống kê cho các anh chị đâu, được không các anh chị? Hành động đi các anh chị, đừng có quan tâm tới những cái điều mà vớ vẩn lặt vặt, đừng có quan tâm tới những điều đó. Các anh chị không được giận nha, tôi nói sâu vào bản chất, chúng ta không có thời gian, nói đúng bản chất, không có vớ vẩn nữa. Được không ạ? Tuyết mùa hè, người dân miền Bắc còn mỹ lắm em ơi. À, cái câu này là có ý làm sao ha? À, tức là họ còn tin vào chế độ này đúng không chị Tuyết mùa hè? Thật ra là đây là suy luận thôi, suy luận thôi. À, chúng ta thường hay cảm giác thấy á, là rất là nhiều người bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước á, là thường là dân đàng ngoài, thường cảm giác vậy. Các anh chị biết tại sao mà? Tôi không có bao giờ phân biệt vùng miền, tôi tuyệt đối không phân biệt vùng miền, mà tôi ghét phân biệt vùng miền lắm. Nhưng mà tôi nói sự thật cho các anh chị nghe. Tại vì đa số những người dân đàng ngoài họ rất khó kiếm được việc làm. Các anh chị phải thừa nhận điều này thôi. Tại vì nền kinh tế của đàng ngoài rất là trì trệ, gần như không có kinh tế. Đúng không ạ? Họ rất khó có việc làm, những doanh nghiệp nhỏ vừa họ cũng rất là chật vật. Đúng không? Thì khó kiếm việc làm thì cái đội ngũ mà nó phát 3 triệu đồng thì hầu hết nằm ở ngoài đó chứ đâu. 3 triệu đồng một tháng á các anh chị. Đúng không? Thì chúng ta cảm giác giống như người miền Bắc còn bị lừa lắm, bị nhồi sọ nhiều lắm. Cảm giác lại tại vì cái đội ngũ nó đông quá. Đúng không ạ? Còn miền Nam rất là dễ kiếm việc làm. Thậm chí miền Tây của tụi tôi không cần làm gì cũng có ăn mà. Tại vì nhà máy giấy nó chưa chạy, chừng nào nó chạy mới đói và chết. Bây giờ nó còn chưa chạy mà, đúng không? Vài tháng nữa mới chạy. Thành ra chúng ta cảm giác như vậy đó. Nhưng sự thật nó khác. Sự thật là dân đàng ngoài các anh chị, họ đã có quá nhiều năm sống chung với thể chế này. Nhiều năm lắm rồi, tôi nói đi nói lại điều này. Họ cảm nhận được hơn cả dân đàng trong về bản chất. Thành ra họ mới có những nhân vật xuất hiện mà chửi thẳng luôn. Họ chửi mà tôi ngại luôn á. Chửi không phải là con đường của chúng ta nghe anh chị. Nhưng mà tại vì họ quá bức xúc. Các anh chị hiểu không? Họ dồn nén, họ bức xúc quá, họ hiểu rõ cái bản chất. Thành ra họ bung bét ra hết. Thì cái sức đấu tranh của dân đàng ngoài thực chất rất mạnh mẽ nha các anh chị. Mạnh mẽ dữ lắm. Vấn đề ở chỗ nè, quay trở lại. Tôi muốn liên hệ tới cái chủ đề hôm nay. Cái cục diện chính trị, cục diện bàn cờ thế giới nó hoàn toàn nó đặt Việt Nam chúng ta ở trong cái thế rất là nguy hiểm. Chúng ta đang là con chốt của Trung Quốc. Đúng không ạ? Và nếu Trung Quốc chỉ cần manh động mà chắc chắn nó phải manh động. Tại vì nó như tôi đã phân tích ở cái live stream là Trung Quốc có thực sự mạnh không? Nó phải ra biển, bây giờ con đường phát triển nó hết rồi. Mà cái vùng biển của chúng ta là vùng biển 5.000 tỷ đô vận tải hàng hóa một năm, nó chỉ cần thu thuế thôi là nó đủ giàu rồi các anh chị. Đúng không ạ? Bây giờ nó không còn khai thác tài nguyên được nữa rồi. Thành ra nó phải ra biển, mà nó ra biển là nó đụng quá nhiều nước, nó phải ngông cuồng, nó phải áp đặt sức mạnh của nó. Thì nó phải xảy ra đụng độ với khối này. Mà khi xảy ra đụng độ thì Việt Nam mình hoàn toàn bị nằm trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Thì nó đưa mình ra làm con chốt thí. Nó đưa dân của nó ra, nó đỡ đạn trước hay là đưa dân của mình các anh chị? Chúng ta đã ký liên minh với nó rồi. Thì khi có chiến tranh nó điều quân nào ra? Nó điều Việt Nam mình ra trước chứ, đỡ đạn trước chứ. Rồi chết hết mới tới quân của nó chứ. Đúng không? Chúng ta đang nằm trong bàn cờ đó. Thì bàn cờ đó nó sẽ xảy ra một cái cục diện như thế này. Cái nhóm người dân mà không muốn đứng về Trung Quốc đa phần nó nằm ở đàng trong ha các anh chị. Và rất nhiều người đàng ngoài cũng không muốn đứng vào Trung Quốc, họ bắt đầu họ rụt rịch, họ chuyển gia đình vào đàng trong. Các anh chị thấy điều gì xảy ra chưa? Những người mà quan tâm tới hiện tình đất nước thấy chưa? Rất nhiều người bạn của tôi bắt đầu chuyển gia đình vào đàng trong từ cách đây 2 năm nè. Thậm chí có những người họ nói thẳng với tôi luôn, bây giờ Hà Nội thuộc về Trung Quốc rồi Huy ơi, không thể nào sống ở đó được nữa. Các anh chị hiểu không? Hiểu cục diện đó chứ. Thì khi xảy ra chiến tranh thì đất nước mình hoàn toàn có thể bị chia cắt làm hai. Tại sao ạ? Thằng Mỹ và thằng Trung Quốc nó cũng không có khùng đến nỗi nó đánh nhau đến kiệt quệ đâu các anh chị. Không có đâu. Mà Mỹ và đồng minh nó chỉ muốn áp đặt lợi ích ở Biển Đông mà thôi, thì nó hoàn toàn có thể chia lợi ích Biển Đông với Trung Quốc. Đánh nhau một trận chơi cho Trung Quốc bỏ, không có hóng hách nữa rồi, mày ngồi xuống đây. Y như hồi năm 72 nó đánh Việt Nam, y vậy đó các anh chị, không khác. Đánh xong cho mày bỏ cái tật chừa, còn ngồi xuống đây bắt ký hiệp định. Thì khi mà nó ký hiệp định hoàn toàn có thể Trung Quốc nó ký, nó cắt Việt Nam mình trở lại lần nữa hay các anh chị. Năm 54 cái âm mưu mà cắt Việt Nam làm hai cũng là âm mưu Trung Quốc. Một lúc nào đó chúng ta sẽ nói về hiệp định Geneva 54, tôi sẽ nói về âm mưu của Trung Quốc. Cũng nó đó các anh chị, nó cắt Việt Nam làm hai đó.
Còn miền Bắc thì sao, lúc đó là sao? Làm ngơ, ngoảnh mặt vậy nè, cho Trung Quốc với Pháp nó bắt tay nhau, nó cắt nước mình làm hai. Trong khi lúc đó miền Nam thì sao ạ? Quốc gia Việt Nam thì sao ạ? Tuyên bố phản đối Hiệp định Geneva, không ký Hiệp định Geneva luôn. Và ngay lập tức sau cái ngày Hiệp định Geneva chấm dứt là Việt Nam mình cắt làm hai, nó về tuyên bố quốc ta, kéo cờ rủ trên cả nước. Đâu là chính nghĩa các anh chị, đâu mới là quốc gia, đâu mới là dân tộc, đâu là những người đau đáu về quốc gia và dân tộc này. Ai mới là chính quyền, ai là tà quyền các anh chị? Thì tôi nói để các anh chị thấy là Việt Nam mình đang nằm trên cái thế trận giống hệt như thời năm 54, không khác chút nào á. Nó mong manh như vậy nè, mà nó đang là con chốt của Trung Quốc. Hoàn toàn nếu chúng ta không tự quyết, đặc biệt là tôi nhấn mạnh điều này để tôi nhắc các anh chị đàng hoàng nha. Các anh chị mà không tự quyết được thì các anh chị lo mau mau mà chuẩn bị hậu sự cho mình đi, mau mau đi. Mà lần này có lẽ không phải là cầu Hiền Lương sông Bến Hải, có lẽ là như vậy. Các anh chị nhìn thấy điều gì chưa? Nhìn thấy Huế và Đà Nẵng, những nơi mà Trung Quốc nó đóng ngay chân đèo Hải Vân chưa? Bãi biển Lăng Cô. Các anh chị thấy chưa? Và tại sao chỉ Đà Nẵng và Huế bị đầu độc thôi? Từ đó trở ra bị đầu độc thôi, ở trong này là không. Các anh chị thấy điều gì không? Thấy điều gì đó không? Các anh chị biết là trên đèo Hải Vân nó có một cái cụm radar và khí tài quân sự của Mỹ còn còn ở đó không? Và các anh chị biết là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ hồi 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 thời Obama, cái ông đổi cái nón kết mặc áo thun đi đó, là ông đến cái cụm khí tài, cái cụm mà radar ở đó đó, thì Việt Nam mình xin cho khôi phục cái trạm đó để cho mình dùng để quan sát tàu biển ở ngoài Biển Đông. Tại vì hiện giờ là nó không vận hành được, mình không có biết cách vận hành, không có khí tài, không có thiết bị để mà bảo hành bảo trì để cho nó hoạt động được. Thì xin xin ổng, các anh chị biết là ổng nói sao? Ổng nói cái cụm này nè, thực chất cái cụm này nếu nó hoạt động là các anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục khống chế cái vùng biển này trong vòng 30 năm nữa, tức là nó công nghệ của nó tốt đến độ là nó dùng được hoài à, nó không có không bị lạc hậu gì đâu. Thành ra là tới đèo Hải Vân là sự ảnh hưởng Trung Quốc rất mạnh. Nhưng bên trong đèo Hải Vân chảy vì sao thì Trung Quốc ảnh hưởng rất yếu, các anh chị tự nhìn Việt Nam các anh chị tự thấy. Đúng không hả? Sức chống trả Trung Quốc mạnh nhất là từ Đà Nẵng trở về Nam. Đúng không ạ? Những người mà sức những người mà gọi gọi đơn đơn giản là ghét Trung Quốc, tâm lý ghét Trung Quốc, gọi theo ông tướng Phùng Quang Thanh, tâm lý ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho Việt Nam. Là nó xuất hiện ở đằng trong rất là mạnh mẽ. Tại sao? Tại cái mầm tự do đằng trong đã có 20 năm rồi. Và những tướng lĩnh của mà miền Nam Việt Nam đã từng tuyên bố mà đánh nhau với Trung Cộng mới đã, tại vì đó mới chính là giặc. Còn đánh nhau với miền Bắc là chúng ta đang anh em trong nhà, sâu xé lẫn nhau mà thôi. Đó là quan điểm của những tướng tá miền Nam từ trước tới giờ, thì cái mầm đó nó còn ở miền Nam mà các anh chị. Thì chúng ta đang nằm trong cục diện y chang như thời năm 54. Nếu như chúng ta không thay đổi, không đứng lên cùng nhau, đặc biệt là các anh chị trong lực lượng vũ trang, tôi nhắn gửi các anh chị luôn. Các anh chị mà không nhìn thấy điều này, không sát cánh cùng nhau thì hoàn toàn đất nước chúng ta sẽ bị đau thương lần nữa. Và các anh chị đặc biệt là ở đàng ngoài, các anh chị sẽ tự lo liệu thân phận của mình đi, chứ chúng tôi không cách nào cứu được các anh chị đâu. Thật sự mà nói đó. Tại vì các anh chị biết, tại vì chúng ta đang là con chốt của các cường quốc mà. Rõ ràng chúng ta không có quyền dân tộc tự quyết, chúng ta không có tự do, không có quốc hội tự do, không có quân đội tự do, không lệ thuộc vào đảng phái. Chúng ta không thể ký liên minh đồng minh với các nước mà chúng ta muốn. Thì chúng ta bị phụ thuộc vào cái thằng khốn nạn, thì nó muốn cắt nước ta ra để nó chia lợi ích ở Biển Đông với thằng Hoa Kỳ và các nước xung quanh. Thì chúng ta phải chịu thôi chứ làm sao, chứ chẳng lẽ Trung Quốc với cái thế đó mà nó đánh lại Hoa Kỳ các anh chị. Buồn cười. Buồn cười. Ai mà ký cái hiệp ước liên minh quân sự với Trung Quốc với hy vọng là sẽ làm cường quốc đánh lại với nguyên cái liên minh đó, chỉ có những thằng ngu, những thằng khùng, hoặc là những thằng lừa dối trơ trẽn lừa dân để bảo vệ lợi ích cá nhân của nó, bảo vệ những căn nhà 5 triệu đô của nó ở Bắc Kinh, bảo vệ khối tài sản của nó đang chuyển vào bên đó. Tôi nói vậy các anh chị tự biết đi ha. Và chúng ta hôm nay chúng ta phải tự bảo vệ mình, không ai đang đứng về phía chúng ta trừ chính chúng ta. Thì tất cả chúng ta ngày nay tự quyết tương lai vận mệnh của mình cho con cháu của mình nữa các anh chị. Thì nhìn qua Myanmar, nhìn qua Ả Rập, nhìn qua Hồng Kông, nhìn qua các nước xung quanh, thì chúng ta sẽ tự chọn con đường cho mình, mà không cần phải đặt mục tiêu cao, mục tiêu nào lớn đâu các anh chị. Đuổi cổ cái dự án Formosa khỏi Việt Nam, dự án giết người và diệt chủng, đó là hình thức xâm lăng đó. Đuổi cổ nó đi, đóng cửa nó, khởi tố nó,
là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta không cần chống chính phủ, chống đảng, chống chính quyền gì hết đây hết. Rõ không các chị? Rõ ràng không? Được ha. À, Thị Nở, Việt Cộng mới bắt ông Vũ Quang Thuận đó, còn anh Huy cũng nên cẩn thận. Cảm ơn Thị Nở. Câu này thì tôi xem như là một lời hăm dọa. Tôi xem như lời hăm dọa. Tôi nói rồi nhiều lần đúng không ạ? Mà các anh chị ơi, họ có bắt tôi hay bắt một ai đó mà ngay lập tức nó biến Việt Nam mình thành nô lệ của Trung Quốc á, thì các anh chị nên 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 tiếp tục vượt biên đi. Ở đây làm chi? Đúng không? Vượt biên đi. Ở đây làm chi? Hoặc là tự tử cho rồi, để giặc Trung Quốc nó giết cũng đau khổ. Hoặc là tự tay thuốc hết gia đình mình đi để thôi, nó thuốc chết cũng vậy. Vợ mình nó hiếp, con mình nó giết, còn mình nó đài ải cũng vậy, không khác gì đâu. Đúng không ạ? Nó mà bắt một ai đó mà nó làm cho dân tộc mình thành nô lệ thì thôi thôi rồi, không còn phút được nữa đâu. Tức là các anh chị còn giữ tư duy đó, các anh chị đang giữ tư duy gì ạ? Tư duy lãnh tụ. Tôi không phải là lãnh tụ của các anh chị, tôi cũng không phải là đấng cứu thế, ông Thuận cũng vậy. Được không các anh chị? Mà các anh chị phải cứu cuộc đời mình và cứu con cháu của mình, con cháu tương lai thế hệ sau của mình. Và muốn làm điều đó thì chúng ta sẽ cứu cùng nhau, cứu cùng nhau. Mùa xuân Ả Rập, họ biểu tình đòi thả người, lập tức Mubarak phải thả người. Thả người rồi, họ vẫn tiếp tục dẹp chính phủ, độc tài đi, bầu cử lại. Họ cứu nhau. Cứu nhau được thì mới cứu con cháu mình được các anh chị. Còn mất ai đó mà ngay lập tức có chuyện gì xảy ra thì hơi không còn gì để nói nữa rồi. Thành ra những cái câu này là những câu hăm dọa. Tôi nhận thông điệp này, tôi phân tích ngay nó là những câu hăm dọa. Và tôi gửi ngược lại thông điệp cho Thị Nở và những người đang muốn hăm dọa tôi, đang theo dõi tôi ở đây nè. Tôi không phải là lãnh tụ của Việt Nam đâu. Mấy anh khỏi cần hăm dọa tôi, mất công lắm. Anh có bắt tôi, anh có làm gì tôi, anh có thủ tiêu tôi thì những người xung quanh tôi sẽ đứng lên. Anh có tiêu diệt được tôi cũng không bao giờ tiêu diệt được tư tưởng của tôi. Và tôi biết tư tưởng của tôi hiện giờ đang lan rộng trong rất là nhiều team, hàng chục team đã kết nối với tôi rồi. Thì những leader đó hoàn toàn có thể là những người đứng lên tiếp. Và các anh chị ơi, đó là con đường của Việt Nam mình đó. Con đường của Việt Nam là chúng ta không có ai là lãnh tụ hết. Chúng ta phải cùng nhau làm sự thay đổi mà thôi. Thành ra các anh chị đừng hù tôi nữa, mất công lắm. Tôi không có sợ các anh chị đâu. Tôi chọn ngẫu nhiên một hai câu nữa các anh chị, chúng ta không có nhiều thời gian này. À, Hoa Trần, đàng ngoài họ nghèo và bị áp bức bất công. Thật ra hiện giờ Việt Nam chúng ta đàng nào cũng nghèo hết các anh chị. Đàng nào cũng nghèo hết. Tôi đã nói về cái thu nhập Việt Nam nó đang ở đáy của Đông Nam Á. Đúng không ạ? Thu nhập của chúng ta có chưa được 50 triệu một năm trung bình trên đầu người dân. Tức là sao ạ? 2.200, 2.300 đô một năm. Trong khi thu nhập của những nước xung quanh chúng ta nó đạt 3-40 ngàn đô một năm. Singapore là 62 ngàn đô một năm các anh chị. Tương đương với những nước châu Âu luôn. Chúng ta chỉ có 2.200, tức là sao? Chúng ta thua nó mười mấy lần. Có những nước nó hơn chúng ta cả trăm lần. Thì chúng ta quá nghèo. Đằng ngoài đằng trong nào mà chẳng nghèo. Một tháng có 3 triệu, 3 triệu rưỡi trung bình đó các anh chị. Có những người không được 3 triệu, 3 triệu rưỡi đâu. Có những người á, 2 triệu, 2 triệu 2 gì đó thu nhập. Là đàng ngoài, đàng trong gì cũng nghèo á. Nhưng mà có một nhóm siêu giàu, tôi nói các anh chị á là có một khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đô đang chuẩn bị đóng băng. Hàng trăm tỷ đô, chứ không phải hàng chục tỷ đô. Thì đó chính là tài sản của quốc gia mình đó các anh chị. Đó bị tẩu tán đi bằng cách này hay cách khác. Chúng ta không nghèo, chúng ta hoàn toàn có thể tái thiết đất nước nếu chúng ta có một thể chế tự do. Chúng ta sao nghèo được? Trong vòng có mấy chục năm chúng ta làm được hàng trăm tỷ đô mà. Hàng trăm tỷ đô chảy về túi tụi nó đó. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta bị bần cùng hóa, chứ không phải là đất nước chúng ta nghèo. Đằng trong đằng ngoài gì cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy điều này, cái thông điệp này của tôi bị được chuyển đi khắp nơi, chúng ta cùng nhìn thấy điều này, thì chúng ta tạo sự thay đổi đi các anh chị. Không có cớ gì đất nước mà làm ra hàng trăm tỷ đô là chảy về túi một cái nhóm nhỏ gì được. Không có cớ gì. Điều đó là không sòng phẳng, không công bằng. Và điều đó nó đang làm nguy hiểm tới tương lai giống nòi dân tộc của chúng ta.
Trần Ngọc Thọ, Formosa thì phải cút xéo, nhưng liệu có xảy ra giống Thiên An Môn không? Rất là nhiều người lo lắng điều này đúng không các anh chị? Các anh chị biết Thiên An Môn là tôi đã từng nói rồi, tôi trao đổi thêm với các anh chị thôi. Thiên An Môn là gì? Những năm 89, cuối những năm 80 là 89 đó, thì Thiên Môn xảy ra là ở Đông Âu và Liên Xô đó, là khối chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội nó sụp đổ. Liên Xô thì sụp sao, nhưng các nước xung quanh nó sụp đổ. Các anh chị, bức tường sắt của Ba Lan bị gỡ, rồi bức tường Berlin của Đức bị sụp đổ, đúng không ạ? Rồi sự chuyển biến êm đẹp của Cộng hòa Séc, đúng không ạ? Rồi sự bạo loạn lật đổ của Rumani, tức là tất cả những nước xung quanh nào họ họ sụp đổ hết, thì cái lực lượng mà tự do, yêu tự do của Trung Quốc, đặc biệt là sinh viên, họ nổi dậy. Họ nổi dậy, họ cũng đòi thay đổi. Nhưng mà họ lại không biết hiện tình của đất nước mình nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới, giống như rất là nhiều người Việt chúng ta đang nghe ở đây. Trung Quốc nó là thành viên của Hội đồng Bảo an mà là thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc luôn. Bằng cách nào đó thế giới này đưa nó đưa một thằng khủng bố diệt chủng chống lại loài người, một thằng quỷ vào ngồi thường trực Hội đồng Bảo an, năm thằng khống chế cả loài người. Thành ra sao các anh chị? Nó đàn áp đẫm máu dân của nó luôn mà không ai có một cái nghị quyết nào trừng phạt được nó. Tại vì nghị quyết trừng phạt một quốc gia nào đó đều phải qua thường trực Hội đồng Bảo an. Thường trực Hội đồng Bảo an phải quyết định hết 5 phiếu thuận hoặc là không có phiếu nào chống, phiếu trắng thôi thì mới mới trừng phạt được. Đúng không ạ? Trung Quốc nó có lợi thế đó đúng không các anh chị? Còn Việt Nam mình có nằm ở trong trong nhóm đó không? Không. Không bao giờ Việt Nam mình dám làm điều đó nghe các anh chị. Không bao giờ. Và đặc biệt là những năm 80, 90 các anh chị là những năm mà chiến tranh lạnh nó vẫn còn, nó sụp đổ thôi nhưng mà Liên Xô còn, còn nhiều nước cũng theo cộng sản, thì cái khối nước tự do, nước cộng sản nó đang kìm nhau mà đúng không ạ? Thì Trung Quốc nó có làm điều gì đi chăng nữa thì cái khối tự do, khối mà Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu, nó cũng không dám xảy ra cái hành động quân sự nào với Trung Quốc hết, mà họ chỉ cấm vận vũ khí Trung Quốc, cắt ngoại giao, bớt về bằng giao về kinh tế, tức là họ thực hiện những biện pháp về ngoại giao đến Trung Quốc thôi. Tại vì chiến tranh lạnh còn đang đôi co mà đúng không các anh chị, đâu có dám bùng nổ xảy ra thế chiến thì sao. Nhưng bây giờ ở thế kỷ 21 không còn chiến tranh lạnh nữa, từ những năm 92 là không còn nữa rồi, Liên Xô sụp đổ rồi đúng không ạ, mà chỉ còn gì một nhóm các nước giả vờ là cộng sản, giả vờ đi theo chủ nghĩa cộng sản nhưng thật ra là tư bản đỏ, thật ra là chủ nghĩa tư bản nhưng mà gom lợi ích vào một nhóm, gọi là chính xác là chủ nghĩa kinh tế thị trường, chủ nghĩa tự do nhưng mà gom lợi ích theo một nhóm, theo cái định hướng của họ, đúng không ạ? Giả vờ thôi chứ đâu còn nữa đâu mà chiến tranh lạnh. Thì anh mà chỉ cần một hành vi diệt chủng tội ác chống lại loài người, quân đội bắn vào dân thường là ngay lập tức đất nước của anh bị thành lập vùng cấm bay. Cái gì anh chị biết không? Vùng cấm bay là gì biết không? Là liên quân nó ném bom các anh chị, nó thông báo di dân ra khỏi tất cả các trụ sở của tòa nhà hành chính, tòa nhà chính phủ, các công trình công cộng, nó ném sạch. Nó buộc chính phủ đó phải sụp đổ, rồi nó đưa quân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vô, nó dựng lên một cái cuộc trưng cầu dân ý mới để bầu quốc hội mới, và quốc hội sẽ bầu chính phủ mới. Dám không? Dám làm không? Làm tôi ủng hộ luôn. Làm tôi ủng hộ luôn. Các anh chị phải biết mình đang ở đâu, cái bản đồ thế giới hiện giờ nó đang vận hành như thế nào, thì chúng ta mới biết chúng ta có cái lực lượng gì. Thì không phải ngẫu nhiên mà hôm nay tôi đưa cho các anh chị một cái tay đất, là nó có cái hình có thông tin của những người ở lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam. Hoa Kỳ là một trong những nước rất quan tâm tới hiện tình nhân quyền ở Việt Nam, rất quan tâm. Thì nhiều nước khác nữa các anh chị, chứ không phải là chỉ có Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ họ đứng đầu trong cái khối đó, họ giống như là nước điển hình về tự do và nhân quyền trên thế giới vậy đó. Thì họ sẽ tiếp nhận thông tin của các anh chị. Chỉ cần một hành vi đàn áp và có chứng cứ, quân đội mà bắn vào người dân, một, không cần hai đâu, một thôi các anh chị, đưa thông tin đến những cái công tác mà tôi đưa cho các anh chị đó, điện thoại báo cho họ thôi, và đưa cái hình ảnh đó đến cho họ thôi, là chuyện gì tới nó tới các anh chị. Và tôi nhắc lại, tự do nó không bao giờ là miễn phí. Freedom is not free. Tự do không bao giờ là miễn phí. Chúng ta đấu tranh cho tự do của chính mình và cho con cháu, tương lai con cháu của mình, và cho dân tộc mình, cho quốc gia mình, thì đó là cuộc đấu tranh rất lớn, rất lớn. Người Ả Rập phải mất 2 năm, từ 2010 tới 2012, gần 3 năm họ mới có tự do, đúng không ạ? Người Hồng Kông cũng vậy, mất
khoảng gần 2 năm thì họ mới có một quốc hội, có những ứng cử viên tự do vậy. Myanmar phải mất 20 năm, Miến Điện phải mất 20 năm, họ mới có tự do. Được không ạ? À? Thì tất cả các mô hình tự do mà gần đây trên thế giới là họ đều mất từ từ vài năm tới vài chục năm. Không bao giờ là miễn phí nha các anh chị. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và lực lượng và ý chí kiên quyết. Bằng mọi giá phải có tự do, bằng không là thành nô lệ, mà nô lệ của giặc Tàu nữa chứ không phải nô lệ của chúng ta nữa. Chứ phải nô lệ của thằng độc tài, của do chúng ta cũng đỡ đi. Nô lệ của thằng giặc nó khủng khiếp luôn nha các anh chị. Và chúng ta có muốn con cháu mình làm nô lệ hay không là do bây giờ chúng ta có hợp tác để cùng nhau làm nên cuộc thay đổi hay không mà thôi. Rồi kết thúc câu hỏi này cũng tôi xin phép kết thúc luôn phần đàm luận hôm nay ở đây. Trước khi dứt lời, tôi xin chuyển đến các anh chị ở Việt Nam một buổi tối, lời chúc một buổi tối thật là tốt lành. Chuyển tới lời chúc các anh chị ở bên kia bán cầu, những người luôn đau đáu quan tâm về hiện tình Việt Nam, về tương lai của đất mẹ. Một lời chúc thật là ấm áp trong ngày mới. Chúc cho khối đoàn kết người Việt của chúng ta, bất kể thành phần, bất kể tôn giáo, bất kể dân tộc, bất kể hải ngoại hay quốc nội, ngày càng chặt chẽ hơn và lực lượng ngày càng lớn hơn, để chúng ta sớm có được tự do cho chính chúng ta ở ngay thế hệ này, là nền tảng để con cháu chúng ta vượt Việt Nam trở lại thành một trong những nước đứng đầu Đông Nam Á. Được không các anh chị? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai.